Elevator. Press the button to the level 69. Exit elevator. Vô vô. Em ơi, cái Google Maps này nó có đúng không mà sẽ này nó đi vòng vòng chi sợ quá hả? Trời ơi, chị nghĩ gì vậy chị? Hả? Trời ơi, Google Maps nó phải đúng thôi, cứ đi theo đi. Trời ơi. Go straight. Straight. Đã thấy chưa? Cái gì mà chỉ đây nó đập mặt vô tường là sao? Trời ơi, từ từ đi, cái nghe nó nói cái gì? If you don't wanna đập mặt vô tường, U-turn. Thấy chưa? Trời ơi, nó có kêu đó, U-turn. Rồi, sao nữa? Nghe keep tiếp. Straight. I am straight. No. You were too gay. Trời ơi, sao Google Maps gì nó thông minh như vậy? Nó biết giới tính con người ta hả em? Ghê cái gì mà ghê? Ghê bà nội mày chứ ghê. You're not gay. Đúng rồi, tao sao BD được? You are BD. Đúng rồi, BD. Chị à? Hả? Cái iPhone này của em nó cũ rồi đó chị, nó bị mát. Đừng có xài Google Maps nè, tới rồi. Bye bye, have a nice day. Google này nó vừa thông minh mà nó vừa dễ thương lịch sự, nó chào hỏi đàng hoàng, thấy không? Google Maps mà làm như con két vậy chị, trời ơi, nó biết lặp lại nó, thấy ghét quá. Không, nhưng mà chị thấy cái phone này xài vẫn được mà em. Thôi em nói chị nghe nè, chị nghĩ sao mà xài được, chị nhìn đi, đó, nó bể nát hết trơn rồi nè. Thôi ráng đi, hôm nay hai chị em mình kiếm được việc làm đó, về là coi như là em mua hai cái iPhone mới. Rồi. Chị cái em cái. Cảm ơn em. Ôi mà thôi. Cái gì? Mắc lắm. Mua một cái thôi, chị xài cái mới, em xài cái cũ. Trời ơi, em ơi, chị nói em nghe nè, sao mà em tốt với chị quá vậy? Không sao đâu, em cứ xài cái mới, chị xài cái cũ được rồi. Thôi, chị xài cái mới, em xài cái cũ. Trời ơi, không chịu đâu, rồi cái gì đâu mà lo cho chị dữ vậy. Chị nói thiệt với em nha, cái cuộc đời chị mà gặp em đó, trời ơi, coi như là chị may mắn lắm gì đó à. Không có em là đời chị chết rồi đó. Em làm gì mà em tốt như vậy? Trời ơi, em tốt đến mức độ mà nhiều khi chị nghĩ em không phải con người luôn á. Em phải con người? Ý chị nói em súc vật hả? À, đừng nói bậy bạ. Ý chị là coi như là coi như là tóc tím tím, áo cam cam này nè. Em không có giống con người. Thì bà nói tôi không giống con người là bà nói tôi con thú rồi. Thôi được, em còn hơn con thú nữa đó. Em trở mặt đó. Hả? Em giận. Cái gì giận? Chị nghĩ sao? Mặt tại vì nói tôi còn hơn con thú. Đừng có làm chị bị bệnh tim mà đừng có làm vậy. Ý là chị nói em không phải là con thú mà em là con giòi. À! Trời ơi, tự nhiên nghĩ em là con trời. Hết giận. Con trời mới đúng nè. Yeah, con trời á. Con nói đi. Con trời sao chị? Nói đi. Nói dạ. Đi chứ đừng có lấp lời lên nhau khó edit lắm. Nói tiếp con trời. Thôi đi. Em con trời, em đẹp là con thái tử đúng không? Đúng chị. Rồi. Thái tử mà coi như rớt một cái bụp xuống dưới đất. Chị. Rảnh rồi, nhà mình bỏ thời gian mình học thêm tiếng Việt đi chị. Sao vậy? Con trời là coi như người ta phải hạ trần hay người ta giáng phàm đồ này nọ. Hiểu không? Mình rớt cái đụp xuống là mình rớt xuống cái địa ngục đó. Biết không? Vậy là sao? Vậy là xài chữ không có đúng không hả? Không có đúng chữ chút nào hết. Trời nha. Rảnh rỗi về học tiếng Việt lại nha. Em hay quá. Cái gì em cũng hay hơn chị. Em sanh sau đẻ muộn hơn chị mà cái gì em cũng hay hơn chị. Nói chị nghe. Bây giờ đó coi như em mua cái phone tặng chị. Chị cần làm cho một chuyện thôi. Làm chuyện gì em? Nếu mà mình kiếm được việc làm đó là chị phải đãi em. Và cái việc này là em giới thiệu cho chị. Em biết chỗ em đọc báo em coi được cái giới thiệu chị. Đúng rồi, đúng rồi. Cầu xin có công việc làm. Có được rồi, về đổ bánh xèo cho em ăn. Trời ơi, chuyện nhỏ. Cái gì? Thì cái bánh xèo mà chị đổ là số 1 luôn á. Em biết mà. Nhưng chị phải nhớ là đổ bột bánh xèo hương xưa em mới chịu ăn đó. Chắc chắn rồi, bột bánh xèo hương xưa nè, đổ bánh là vừa giòn vừa thơm nữa, chắc chắn là bánh xèo hương xưa. Yên tâm. Rồi, thôi. Không ai đổ bánh xèo ngon hơn chị hết. Rồi. Em ơi. Trời, mình sớm cần cả 15 phút lận đó chị. Dạ. Dạ. Em ơi. Dạ. Chị lo quá. Lo gì? Tại vì lần đầu tiên đi xin việc làm á, chị lo lắm em biết không? Đó, cái gì em cũng lo cho chị hết mà chị lo nè. Không biết là cái việc đó nó có hợp với chị không cưng? Em nghĩ là hợp chứ chị. Hợp không? Hợp. Chứ chị là chị thấy là hợp với cưng đó.
sao tự nhiên hợp với em? Thì tại vì chị thấy tự nhiên chị cảm giác như là chị nhìn cái miệng của em đó. Em mà phục vụ bằng cái miệng là coi như là hết sảy luôn á. Miệng em hả? Ôi. Hả? Chị kỳ quá. Không, chị nói thiệt mà. Không, tức là cái gì vậy? Chị nói gì đâu, chị nói cứ phục vụ bằng cái miệng thôi chứ làm gì. Cái miệng em coi vậy chứ dở lắm. Không, chị thấy hay mà. Ôi, kỳ lắm. Em á, em thấy chị mới hợp đó. Không, trời, chị lớn tuổi rồi mà hợp gì em mà. Hết trời. Sức rồi nữa. Chị nghĩ sao vậy? Dạ. À. Chị là người phụ nữ có kinh nghiệm. Dầu gì chị cũng có 6 đứa con rồi. Thì 6 đứa con chị mới rầu đó. Sợ người ta không có nhận mình, hiểu không? Rồi, thôi chị yên tâm đi. Chuyện đó là em nghĩ là thế nào cũng được. Chị suốt đời chị cứ bên là có em, đúng không? Bởi vậy chị nói em nghe nè. Đi với ai không yên tâm, đi với em mà chị rất là yên tâm. Đúng không? Trời ơi, coi như là em là ca, chị là ly, Mai ca, Mai ly không bao giờ chia xa. Dạ, đúng rồi đó chị. Ly với ca là ca ly, và hai chị em ở ca ly. Và bởi vậy vô xa hai ả tố nga, Mai ly là chị em là Mai ca. Trời ơi. Thương. Hey! I say bẹp, you say bạc. Bẹp, bạc, bạc, bẹp, bạc, bẹp, bạc, bẹp, bạc. Xin chào ông Miền. Hey, đủ rồi. Đây là lời của tôi nói. Đừng có nói nhiều lời của tôi. Chào mừng hai người đã tới với công ty của tôi. Một tập đoàn bé và ba chuyên cung cấp những sản phẩm dành cho trẻ em, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Xin chào quý vị. Mặt hơi căng ha, mặt hơi căng. Ôi, dạ, dạ. Hôm nay có lịch tuyển dụng đúng không? Dạ. Dạ. Ngồi đó đợi đi. Trời ơi, trời, em ơi. Em ơi. Dạ, cái gì vậy em ơi? Trời, thường thường chị coi những cái mẫu người này là trong phim bộ không biết không? Coi như là CEO rồi thiếu gia của tập đoàn mà đẹp trai mà cao về vợ mà chung thủy cả đời chỉ biết một người đàn bà thôi. Đó là trong phim bộ mà ở ngoài đây bây giờ mới thấy là thấy không? Thế ngoài đời này đẹp kìa. Trời, cao lừng lửng vậy không đó. Đẹp trai tóc bồng bềnh vậy đó. Bụng hơi bự chút xíu nhưng không sao. Được không nào? Hả? Mình tém lại chị. Sao tém lại gì? Mình làm vậy là người ta biết mình mê trai nha. Không, thì chị thấy đây là một cái hình ảnh của chị thôi. Chị thích thôi. Ừ. Em dặn chị bao nhiêu lần rồi. Ra đường mình thấy trai đẹp. Đẹp là nó có đẹp rồi. Nhưng chưa biết nó phải trai không. Trai, chị thấy trai mà, chị thấy trai. Nghĩ sao chị lầm biết bao nhiêu lần rồi. Nào là chị quen, nè, anh Kiệt nè, anh John nè, anh Thi nè. Trời, chị thấy không, 6 mũi không. Vô trong chim cầm cái cục tạ 200 thao, đẩy lên, đẩy xuống, đẩy lên, đẩy xuống. Đúng. Thả đúng. Cục tạ xuống là mấy anh chéo giò đi hết. Ồ, đúng rồi. Em ơi, giò chéo rồi em ơi. Trời ơi, đúng rồi, em hay quá. Sai đâu. Em nói có sai đâu. Em xét đoán con người hay quá. Mũi quỷ sứ, cắn ngứa cũng chết. Trời ơi, không, người ta bị mũi cắn thôi, người ta banh ra rồi, thấy chưa? Thấy men chưa? Men quá. Men, cái này là gu của chị em ơi. Cái gì vậy bà? Làm như người ta chọn bà rồi vậy, tự nhiên cái gu của chị. Rồi. Dạ. Cái cạc của tôi đó. Anh ơi, anh đưa lộn cạc rồi anh ơi. Của lòng dạ, hả? Dạ, cái này là cạc của quán Hương anh ơi. Dạ. Hồi nãy đi ăn bún mắm ngon quá, xin cái cạc visit để giới thiệu bà con. Dạ. Lấy lộn. Trời dạ. Ơi. Hey. Dạ, cái gì vậy? Của chị nè. Trời ơi, mỗi lần móc ra là em sợ anh ơi. Trời ơi. Dạ, đây gì đây? Cứ làm mình hết hồn hoài. Ồ, cái gì vậy? Anh tên là Michael. Đúng. Michael là tên của tôi. Yeah. Ờ, anh là Michael, trời ơi, làm như là có bà con dòng họ với mình đúng không? Đó, em là Mai ca, chị là Mai ly, anh là Michael. Đây, ly, đây cô, đây ca, nguyên cái ly coca luôn. Dạ, người Việt Nam người ta nói coca chứ ở bên Mỹ người ta kêu là khức á. Chị nói gì? Cái gì? Thế nghe nè, em dặn chị rồi. Dạ. Mình nói tiếng Anh đó mình phải cong lưỡi lại cái khẩu hình miệng đó chị. Dạ. Thì đó thì đúng rồi chị, cong lưỡi không. Là đó, cái nước là nước khức á. Nè nghe đó, trời chị xin lỗi. Dạ xin lỗi anh. Dạ em dạy bà chị em lại chút xíu nha. Anh chờ chút xíu. Chị mình nói tiếng Anh hiểu không? Đừng cái khẩu hình miệng là cái môi này nè, mình đừng có đưa ra khức vậy ha. Khức chệ ra vậy là nó không có đúng. Mình phải cuốn cái khẩu hình vô trong khó. Trời, trời, thôi đừng, trời đừng. Trời. Đúng đó, bà stop anh lại là đúng đó, chứ cái anh qua cái miệng của anh nó thành một cái gì đó ghê quá. Ghê, thiệt là ghê. Bỏ nghe. Trời đất ơi,
Anh Michael gì? Nhiều chức vụ quá. Cái gì vậy? Chức gì? Thấy cho đây nè. CEO. Đúng, tôi là CEO. Director. Yeah. Chairman. Ok. Wheelchair. Hả? Cái gì vậy chị? Không. Lộn. Vậy đó. Chị. Nhiều. Chị không cần phải liệt kê những cái danh sách đó đâu. Tại vì ngoài những cái gì ghi ở trên cái cạc đó, tôi còn làm được nhiều thứ to lớn hơn như vậy. Trời ơi. Cái gì vậy anh? Đây. Chị có thấy cái tượng này không? Dạ thấy. Đây là một cái giải mà tôi phải cất công bỏ ra bao nhiêu năm tháng để có thể rinh nó về. Chị biết đây là giải thưởng cho gì không? Giải gì vậy? Bảo vệ của năm. Oh. Đó. Chưa hết. Đây, cái này mới quý giá. Chưa bao giờ tôi nghĩ được trong cuộc đời của tôi phải hy sinh thân mình vì cái tượng này. Đây là giải thưởng lao công của năm. Trời ơi, sao mà anh giỏi quá, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu rồi, ai chịu cho nổi chị ơi. Ủa mà sao tự nhiên nguyên một cái tập đoàn mà sao có một người làm từ đầu tới đuôi là sao vậy em? Trời ơi, chị hơi thắc mắc ha. Chị thắc mắc cái gì, chị không có biết cái gì hết á. Mấy cái người mà người ta giỏi giống như vậy đó là người ta làm gì khó tánh lắm. Không có ai làm cái gì mà vừa lòng người ta hết á. Nên người ta làm cái gì là người ta làm một mình thôi. Đúng, đó là lý do tập đoàn của tôi là tập đoàn một thành viên. Tất cả mọi thứ tôi làm hết. Chị thấy em nói đúng không? Trời ơi, bởi vậy đó thì cha mẹ sanh ảnh ra hiểu ảnh gì có một mình em thôi. Thôi tới đó đủ rồi. Đây, ngày hôm nay tôi rất là vui mừng khi có sự có mặt của anh chị ngày hôm nay. Tập đoàn của chúng tôi đang rất cần, rất cần những nhân tài, những con người có thể đại diện cho tôi, đại diện cho cả một cái tập đoàn để thốt ra những lời vàng ngọc. Để có thể đối diện với những đối tác tiềm năng trên thế giới. Anh nói gì em không hiểu gì hết vậy. Đi về chị. Đây đâu vậy? Dạ, em nghĩ là tụi em đi lộn chỗ rồi, chắc anh tuyển giám đốc hả anh? Giám đốc hồi nào? Dạ. Tôi tuyển nhân viên bán hàng online. Trời đất ơi, bán hàng online mà nãy giờ anh nói giống như anh đang ứng cử tổng thống vậy đó. Vậy mình đi đúng chỗ rồi, hả? Ngồi lặng đi chị. Dạ. Giống như đang đi bến vậy đó. Thông cảm, tại vì tôi làm cái nghề này quen, tôi phải dùng những cái lời gọi là cao quý một chút xíu. Lỗi anh chị. Cao quý, cao quý và qua Mỹ đúng không? Đúng rồi. Thôi kệ anh. Rồi bây giờ quay trở lại vấn đề đi nè. Lại vấn đề. Ngày hôm nay hai anh chị tới đây để tuyển dụng. Rồi anh trước đi ha. Tóc tím ha. Em trước hả? Em trước đi không sao đâu. Nói về cái hồ sơ sinh lý đi. Hả? Gì sinh lý anh? Hồ sơ lý hồ sơ lý lịch. Trời ơi. Hồ sơ lý lịch. Đúng rồi. Em nói thiệt cái chị, bởi vì người ta nói em cái nhan sắc là đẹp chết người là có thiệt nha chị. Trời ơi. Nhìn không mà liếm lưỡi luôn. Trời ơi. Bây giờ em không, nói tại gì? Vì cái nhan sắc của tôi không biết. Thôi để em nói gì. Dạ, để em tự giới thiệu rồi. Em nha. Rồi bây giờ giới thiệu đi. Anh quýnh rồi. Đổ mồ hôi hột luôn á. Anh ổn định chưa? Anh biết có người dưới đang ngắm anh quýnh đó. Không phải không hiểu sao ngày hôm nay nhà hàng xóm tôi đón đâu ra người ta coi phim hài dữ quá, người ta cười tôi mệt luôn á. Đổ mồ hôi hột. Người ta không cười là chết à anh. Có lý ha. Dạ, kính thưa anh Michael. Trả lời đi. Dạ. Tên gì nè? Dạ em tên Maika. Maika. Năm nay em 46 tuổi. Số đo ba dòng là 60-50-50. Dạ sở thích của em là em yêu màu tím và em ghét thủy chung. Cái này đâu phải tìm bạn bốn phương đâu mà em nói mấy cái này làm gì cưng. Không, em nói để anh biết sở thích của mày đánh chiều. Dạ em thôi con mình 46 tuổi là ngưng rồi anh. Tôi hiểu rồi. Rồi nói chung là có kinh nghiệm gì chưa? Dạ anh hỏi thì em xin thưa, em đi bán sữa đã 20 năm rồi. Hay quá. Bán 20 năm rồi? Dạ. Bán sữa gì? Dạ bán sữa Kỳ Duyên. Kỳ Duyên có sữa để bán không hả? Trời ơi anh biết á, chỉ nhiều sữa lắm. Trời ơi mỗi lần chỉ ra cả kho em bán sạch. Trời đất ơi, cái gì người gì đâu mà nhiều dữ vậy. Dạ. Mà sao bây giờ không bán nữa? Anh chỉ hết sữa rồi. Cũng đúng ha. Thời gian. Đúng rồi anh, thời gian mà anh không có kịp mà ông chúa mà cái như nó lớn mà để mà nó đẻ ra sữa luôn đó anh. Dạ. Rồi tôi hiểu rồi. Tôi nói chung là anh là có kinh nghiệm đúng không? Dạ, kinh nghiệm 20 năm bán sữa ông chúa Kỳ Duyên. Như vậy là có thể là ứng cử viên sáng giá. Dạ cảm ơn. Hay quá. Chị mừng cho em. Yên tâm, có em kế bên chị, đừng lo. Anh hỏi gì trả lời đó nha chị. Dạ. Tôi có thể phỏng vấn chị anh chưa? Dạ mời anh. Chị giới thiệu bản thân đi. Em tên là Mai Ly. Chị rung quá em ơi, chị biết nói gì bây giờ. Cứ nói đi chị, từ bình tĩnh với chị bản thân nha. Bản thân em thì thực sự ra thì từ ngày em sinh ra đời tới bây giờ đấy anh ơi, đời em toàn là nước mắt thôi anh.
Rồi dạ. Chị kể đi. Anh biết không, coi như là năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Thì cái người chồng đầu tiên của em á, năm 17 tuổi em đẹp lắm anh. Em đẹp rực rỡ đó anh. Em đẹp sáng quắc hơn mấy cái màn sau này là không bằng em. Em đẹp lắm, chị đẹp lắm cưng. Chị em đó là coi như là đi định đi thi hoa hậu mấy lần mà em cản đó. Dạ. Dạ, dạ. Đẹp lắm luôn rồi, cho nên em lấy chồng luật sư. Dạ, dạ. Anh làm cái nghề coi như là cái luật sư, anh là chuyên môn cái là chống những người mà quấy rối tình dục cho em dưới 18 tuổi. Dạ. Trời ơi, một đám cưới tưng bừng tổ chức, đêm động phòng, em nằm em chờ đợi ảnh. Anh nhìn em và anh nói coi như anh không muốn sờ vào trẻ em dưới 18 tuổi. Anh sợ bị coi như là bị kết bị, án đó. Su đó anh. Su đó. Anh có coi cái phim mà Em Chưa 18 không? À, có. Là định làm cho bà chị em đó. Dạ. Dạ. Nói về cuộc đời của bà chị em đó. Dạ. Dạ. Vậy rốt cuộc. Cho nên tại vì lúc đó em 17 tuổi, ảnh hưởng nghề nghiệp đó. Dạ. À, cho nên thôi tôi anh hiểu rồi, bỏ tôi đi. Hiểu rồi. Em hết nước mắt. Thì cái người chồng thứ nhì mấy năm sau là người gì thì người chồng thứ nhì của em á là Sơ Cu RT. Là cái gì? Hả? Em xin lỗi. Cho em một phút. Chị mình nói tiếng Anh đó, mình giống như em hồi nãy đó chị, mình phải lấy hơi. Mình nói một hơi thôi. Security, mình đừng có ngắt ngang security vậy em nhìn không hay. Chị run quá, chị muốn nói luôn lắm mà cứ lên cái sờ cu cái chị ngưng à. Cái RT. Cho chị em một phút nữa, mình lấy hơi nói lại lần cho anh hiểu nè. 2 3 sờ. Tiếp. Nói một hơi, nói một hơi. Sờ cái gì? Sờ. Security. Coi như là bảo vệ đó, cũng giống như anh đoạt cái giải vậy nè đó, cái tượng mà anh không mặc quần áo vậy mà anh đoạt cái giải đó đó. Dạ. Đó là coi như là bảo vệ, bảo tàng diện, tức là anh chỉ đứng im, anh coi sóc những con dinosaur thôi. Đó, và anh không có cho ai sờ và hiện vật. Thì cái đêm động phòng qua chút, coi như anh nhìn em rồi anh lắc đầu anh bỏ đi và anh nói cấm sờ và hiện vật. Không sờ về em trong khi hiện vật em nằm lù lờ đó mà anh không sờ thì làm sao? Đó cho nên rồi thôi đợi em lại anh biết tiếp. Tại sao không? Là cứ như là tại vì em tiếp lời ảnh. Bà chị em nói là cứ như là cái mấy người chồng mà chị lấy đó là bị bệnh nghề nghiệp á. Bị bệnh nghề nghiệp. Đó. Đó. Xong rồi bẵng một thời gian bây giờ lần này đó em lấy một cái anh này vì nghề nghiệp anh ta ở lại với em. Trời, anh làm nghề gì? Dạ. Nghiên cứu đồ cổ. Tại lúc đó em lớn tuổi rồi đó anh. Cho nên là anh nghiên cứu đồ cổ, anh lấy em là xứng đôi vừa lứa. Tôi hiểu rồi. Mà khi mà hai người lớn tuổi lấy nhau rồi đó thì em sợ là em không có con. Em sợ không có con nhưng mà trời ơi, trời ban phước lành cho em. Trời ơi cái gì đâu mà đẻ quá trời đẻ luôn đó. Cứ đi ngang đầu giường là có bầu đẻ, đi ngang đầu giường là đẻ một sạch ruột luôn anh. Mà anh lớn tuổi em, cho nên em hỏi tại sao lại có sức khỏe vậy? Tại sao? Thì đây em xin trả lời. Tại đây Fukudon, Suboy Fukudon. Chị. Hả? Suboy là dạ mình đừng có bớt coi rách việc lại. Chứ sao? Dạ, này là Sugoi chứ không phải Suboy bà nội. À vậy hả? Nè, Sugoi chứ không phải Suboy, hiểu không? Suboy là cái rapper, hiểu không? À Sugoi. Dạ đó có đó, nhờ vậy mà coi như là có hai vợ chồng em sức khỏe dâng trào và đẻ quá cho đẻ. Đây Sugoi Fukuda. Ông biết sao nữa anh, dạ cái này là người ta coi như là ngăn ngừa tế bào ung thư mà đưa cho ai chăm chăm cho bà chị em bà uống cái tự nhiên đẻ nhiều. Ngộ dễ sợ. Chị vừa nói chị không hề biết nói cái gì. Không, em không biết quảng cáo, em chỉ kể. Chị vừa kêu chị không hề có kinh nghiệm. Dạ em chỉ biết kể cuộc đời em là như vậy, tất cả những hành trình như vậy thôi anh ơi. Chị có biết thông qua câu chuyện của chị chị đã quảng cáo một cách vô tình hay không? Hả? Chị bán hàng tuyệt vời. Anh nói làm sao em quảng cáo làm sao? Quảng cáo một cách vô tình. Quảng cáo cái này vô tình đó hả? Đúng rồi. Không, nãy giờ em cố ý chứ em đâu có vô tình đâu. Em rất cố ý mà. Ủa dạ. Nãy giờ là cố ý quảng cáo cái này đó hả? À không, em nói giận thôi dạ, chứ em không. Em vô tình thôi đây trời ơi. Nhưng mà thật ra nhờ cái sự vô tình này của chị. Dạ. Dạ. Chúng tôi mới phát hiện ra được là anh và chị đây. Dạ. Dạ. Đều có một cái năng lực rất là tuyệt vời. Trời trong ơi. Cái ngành công nghiệp bán hàng. Như vậy thì chúc mừng anh chị. Dạ. Anh chị đã bước qua được cái vòng chinh phục của tôi. Quá cái vòng chinh phục rồi. Chị mừng quá. I say bé. Chị say cái gì em? Bà. Ờ chị say ba. I say bé. Tôi say ba. Bé bà. Bé bà. Bé bà. Bé bà. Đủ rồi. Dạ. 5 phút quảng cáo nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ, ngay bây giờ hãy cùng tôi bước ngay vào vòng bứt phá. Bước vô phòng bứt phá. Vui quá đó anh. Trời ơi, được giận rồi. Mình giật mình quá. Dạ. Dạ. Ngay bây giờ. Dạ. Ở vòng bứt phá này. Dạ. Anh chị giúp tôi một tay. Dạ giúp. Ai giúp? Vô. Em hả? Vô đây. Dạ em. Cái gì? Ôi trời. Ôi. Vô đây. Ôi trời, tôi có thấy cái mỏ em vậy rồi tự nhiên nó sao?
Không vô phải không? Hả? Không vô chị nữa. Em đi. Trời ơi, đi nè. Lên. Không thì đi nè. Nè, nói nghe nè, không có anh là không có làm được cái gì luôn. Cái gì nói câu khó hiểu quá, cái câu em đó không có cười chị. Được. Em xin lỗi chị. Vô đây, lên. Nhanh lên. Nè. Tháo ra giùm cái, tháo ra giùm cái. Đó, rồi. Trời ơi. Cầu trời cho con cái chóp này về nuôi con. Để ra. Dạ thôi, nâng niu. Dạ. Để đây nè. Để đâu anh? Bước tới. Dạ. Nhẹ thôi nha. Dạ. Mắc tiền lắm á. Dạ. Rồi. Giữ nguyên. Dạ. Trời chị ơi. Cái này là cái gì đây? Sao ảnh bự rồi, cái gì đó cũng bự hết đó chị. Trời, mới vô có 5 giây mà biết hết tất cả mọi thứ vậy đó hả? Cái gì vậy chị? Hả? Kích cỡ này em biết hết vậy đó hả? Em nói cái này bự mà chị nói cái gì vậy? Cái này là cái gì? Đây. Ai biết cái... Ồ, cái này là cái gì anh? Đây là cái màn hình tinh thể lỏng. Tôi đầu tư cả triệu đô vô cái màn hình này đó. Mà cũng chết luôn. Nếu mà là cái màn hình thì bự thiệt. Đúng rồi. Nè, bây giờ thôi tập trung vào vòng bước phá nè. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ giả định anh chị sẽ được bán hàng trực tiếp. Hãy coi tôi là khách hàng. Dạ. Đây. Làm gì vậy? Anh CEO bên trong này. Dạ. Là mặt hàng. Dạ. Sẵn sàng coi nha. Dạ sẵn sàng rồi. Hey. Trời ơi. Em ơi, chị nhìn thấy cái mặt hàng này. Một cái quá khứ là hiện về trong cuộc đời của chị. Trời ơi, chị sợ quá em ơi. Em cũng vậy. Em cũng sợ quá. Chị nhìn về quá khứ, còn em nhìn về tương lai. Trời ơi, tương lai em mà phải xài cái mặt hàng này. Em sợ quá. Ok quá. Nói nghe nè, đang sợ hả? Dạ. Vậy đối diện với nỗi sợ đi, anh vô trước. Để cái này lên mặt, bán đi. Nhìn vào nó chăm chú. Dạ. Tả nó một cách thiết thực. Dạ. Càng thiết thực càng tốt. Vậy là em đang trên màn hình ha anh? Bắt đầu đi, bắt ráng đi. Ráng đi em. Bắt đầu đi. Ngồi chị. Dạ. Bắt đầu đi. Dạ, màn hình mà anh trội lâu lâu người ta mới được lên TV. Trời ơi, phải cho người ta đẹp. Producer là ta thích đẹp mà. Rồi. Chào nha. Hello, cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thả tim cho em đi nè. Cả nhà ơi, dạ. Chị ơi, dạ anh ơi, dạ Atlanta ơi, New York ơi, everybody ơi. Thả tim, trời ơi, em mới vô mà có nhiều người thả tim em quá. Dạ đúng rồi, Cần Thơ, Sóc Trăng. Dạ trời ơi, nhiều người vô thả. Hả em đến, hello, dạ đến từ Việt Nam, Paris luôn, trời ơi. Nhiều quá, thương quá. Dạ đẹp. Dạ, thưa quý vị, dạ, quý vị ơi, đi đâu mà dội mà vàng, dừng chững ghé lại dạng hàng của em. Hay quá. Tóc em đẹp quá hả? Dạ, em biết chứ. Dạ, đang kêu tích tình tan, dạ, em bán nấm vú, dạ, em bán nấm vú, còn bú thì mua giùm. Thả tim nữa, nhiều người thả tim em quá. Trời ơi, nhiều người thả tim, nhiều người like, chứng tỏ là nhiều người còn thích bú nè. Dạ, rồi anh chốt đi. Dạ, đem coi. Dạ, em có 3-4 màu nha. Dạ, em có 4 màu. Dạ, còn lại 4 màu cuối cùng. Dạ, công ty bán sạch sành xanh anh chị ơi. Dạ, không còn màu nào hết. Dạ, đây em còn màu xám này nha, màu xám. Dạ, đây, dạ màu tím, tím. Dạ, tí đen. Dạ. Ủa, mà sao có nhiều màu vậy? Dạ, trả lời tại vì đi. Tất cả là, dạ, thế giới mình là phải có 193 nước. Dạ, mình phải, mỗi một nước là phải có một màu khác nhau. Dạ, sở dĩ, dạ, công ty chúng tôi chế biến một cái màu như vậy để chi? Để em bé người ta nhìn thấy cái màu đó, người thấy gần gũi với người mẹ. Dạ, có cái màu sắc của người mẹ đó, cái màu da của người mẹ đó. Dạ, cái em bé nó cảm thấy gần gũi, nó tưởng nó ti mẹ, cái nó bú liền. Dạ. Có màu trắng hồng không? Dạ. Có màu trắng hồng không? Dạ trắng hồng hả? Dạ trắng hồng là ba mấy đứa bé thích lắm, cho nên là em hết hàng rồi. vậy có màu pha lê không? Màu pha lê hả? Màu pha lê là vừa phe vừa la. Dạ màu này cháy hàng luôn rồi, anh phải order trước một tháng nha. Rồi cắt, nhiêu đó dạ. Đủ rồi, tuyệt vời, mẹ nói là tuyệt vời luôn. Nãy giờ là tưởng tượng không, không có một ai like mà ổng nói như đúng rồi vậy đó. Hay, đây là điều mà chúng tôi rất cần.
anh nghĩ 20 năm kinh nghiệm của em bỏ chó ăn. Rồi, em hay quá, hay quá. Trời ơi, em càng hay chị càng lo gì, chị không biết làm gì hết trơn á. Yên tâm. Hả? Mình cứ lên mình nói có em kế bên nha. Mình cứ làm. Trời ơi, chị không bao giờ chị biết nói. Trời ơi, cả nhà ơi, chị đâu có biết nói làm sao đâu. Thì cứ nói cả nhà ơi, mình kêu tên ai cũng được. Mình kêu Thi ơi, rồi mình kêu gì vậy đó, Hương ơi, vậy đó là Cúc ơi. Dạ, vậy dạ, mình cứ kêu đại chị thôi. Chị cứ làm đi, chị cứ làm đi. Em nói đúng không anh? Thoải mái, mình đang tập mà. Đang thoải tập mái đi. Dạ, dạ. Thể hiện hết mình. Mình làm sai, cắt làm lại. Không sao hết. Ok, hiểu rồi, không? Rồi. Chị rung qua em ơi, chị muốn nói gì chị nói nha. Dạ, nói đi chị. Dạ, em xin chào cả nhà. Em không nói giống cả nhà ơi này nọ, giống thằng kia đâu, em không thích. Em nói cái kiểu của em nha. Dạ, thực sự ra mà khi em cầm cái this one này lên, dạ, em lịch sự là em nói this one chứ không núp vúng như thằng kia nha. This one này lên thì em nghĩ thế này nè. Ông trời sinh ra nhiều thứ nó rất công bằng. Người ta cho mình biết bao nhiêu ngàn cọng tóc, mình người ta cho mình 10 ngón tay, ông trời cho mình 10 ngón chân, nhưng mà chỉ cho mình hai cái this one. Cho nên chúng ta phải biết giữ gìn. Để em sẽ xin kể cuộc đời của em như thế này. Năm em 17 tuổi, cái this one này của em nó trắng hồng như một trái strawberry. Năm em 30 tuổi, cái this one này nó từ từ nó hơi giảm giảm, nó giống như trái cherry. Năm em 40 tuổi nó xuống một cái ào, nó giống như là blueberry. 5 năm sau nữa, trời ơi, thời gian nó đi kinh khủng, nó xuống còn blackberry. Và cuối cùng nó trở thành một trái nho khô. Mà chị em phụ nữ ơi, các single mom ơi, các mẹ bỉm sữa ơi, khi mà cơ thể người đàn bà thay đổi thì lòng dạ con người thay đổi. Cho nên chúng ta phải biết giữ gìn nhan sắc của mình. Khi nào con mình nó đói, cần có dòng sữa mẹ để nuôi thì cho nó bú. Còn bình thường nó đòi hỏi, đút cái this one này vào trong miệng của nó để giữ cơ thể của mình. Các bạn ơi, phụ nữ phải sao? Phụ nữ phải đẹp, phụ nữ phải tự tin, phụ nữ bước ra đường là phải sắc hương nước hương trời, phụ nữ bước ra đường là phải đánh son chứ không có đánh ghen. Yes, hay quá. Ngày xưa ông bà nói gái có công chồng không phụ, nhưng bây giờ nếu nó muốn phụ rồi nó quên mẹ nó công lao. Cho nên chúng ta phải đẹp, phải xinh. Tại sao lại gắn liền cái chữ phụ nữ với sự hy sinh? Bỏ hy sinh đi. Phụ nữ bây giờ là chỉ có hy vọng chứ không có hy sinh. Đây, phụ nữ số 1, nắm vú số 1. Phụ nữ number 1, this one number 1. Trời ơi, cắt. Chị ơi, chị làm vậy là chết tôi rồi. Chà, em xin lỗi. Em xin lỗi rồi. Tại vì em không biết. Em trong lòng em nói xin lỗi. Em xin lỗi anh. Chị mà quảng cáo như vậy tôi lấy đâu ra hàng bán kịp hả chị? Trời đất ơi, quảng cáo cái gì mà hay dữ vậy trời. Với một cái nấm ti như một cái trái cây khó như vậy mà chị làm được thì tuyệt vời quá chị ơi. Không, em chỉ nói cuộc đời em thôi. Không, anh không phải nói là hai người quá tuyệt vời trong cái khâu bán hàng. Ồ, vậy à? Miệng thì rất là lanh lợi, thông minh và sáng tạo. Ồ, chúc mừng anh chị đã bước qua được vòng bứt phá. Trời và ngay ơi, bây giờ vậy là hai chị em mình đậu hết hả? Yeah, I say bé. Chị say bà. Bé bà, bé bà, bé bà. Xin mời bé và ba cùng nhau bước vào vòng đối đầu. Đối đầu bé ba. Ủa, đối đầu là sao anh? Là hai người thành đối thủ của nhau đó. Hả? Trời ơi, không có được. Trời ơi, gì vậy? Không được anh ơi. Sao không được? Trời ơi, chị em tụi em thương nhau lắm. Ủa mà mắc cười quá, bây giờ có thương nhau thì thương chứ bây giờ công ty tôi chỉ nhận một người thôi. Thôi nhận hai người đi anh. Sao tiền đâu mà trả? Hả? Không có thì bây giờ mình bớt lại chút cũng được chứ còn chị em tụi em là không như là có xa nhau được. Phải... Nói tóm lại, nếu như hai người không đồng ý thì mời đi ra về, tôi chỉ nhận một người thôi. Anh ơi. Dạ. Trời ơi. Anh không muốn nghe ông bà mình nói sao? Nói sao? Nhiều điều phụ lấy giá gương. Chị em chung sống là phải thương nhau cùng. Em nói vậy đúng không chị? Đúng rồi. Đó, chị ngã là em phải nâng, đúng không chị? Nâng. Còn em ngã đó, chị xô luôn. Chị xin em, chị hơi mạnh tay. Chị đừng phải nha. Em diễn quá, chị xô nhẹ em làm gì em té dữ vậy? Chị cố tình chị để em lòi cái mặt ra, rớt cái tóc giả em xuống à. Thôi, đi. Em hãy nhìn chị đi. Hãy nhận nơi đây là một lại, chị lại em. Em không dám. Không, chị...
Chị năn nỉ em mà chị... Nhường cái job lại cho chị đi. Em thấy đời chị không? Khổ đau vô cùng. Em thấy đời chị không? Từ trái strawberry thành một trái nho khô. Trời đất ơi, còn cái gì nữa? Đời còn cái gì nữa? Em thử tưởng tượng coi. Em tưởng tượng cho con người nó có trời nho khô nó kinh khủng lắm. Em ơi, thôi thương giùm chị. Em thấy, em có nhà house, big house. Còn trong khi chị đi xe phòng. Trời, em coi như rảnh rang không ai còn. Chị phải nách một đứa, sáu đứa con. Chị không có chồng, còn em có quá nhiều chồng. Cái gì vậy? Trời, cái vụ đó là tôi bị ép chứ bộ. Cái số nó bắt phải như vậy. Thì thôi, số như vậy á thì em nhường chị luôn đi. Để cái job này cho chị đi mà. Chị ơi, chị đừng có lại em ba lại. Để em lại chị ba chục lại lại nè. Ủa sao vậy? Trời ơi, chị nghĩ sao chị có con. Trời, sao chị ham đẻ nhiều. Chị ham tiền trai support. Đấy nè, đâu có ham đẻ nhiều. Tại cái này. Đây nè, một lần nữa. Đó, Fukudon. Đó, tại cái này đó. Cái gì? Hả? Nghe. Ha, rồi giờ chị được hưởng EDD trong cái tôi có đồng xu nào đó. Em ơi, em có đọc báo chí không? EDD cắt rồi, đang cãi lộn, hiểu không? Tôi nhìn không biết bao giờ mới có, trước bầu cử hay sau bầu cử không hề biết em ơi. Vẫn đang chờ dài cổ ra chờ em ơi. Khỏi cần ảnh chọn, thì tránh nha. Trời. Anh, em nói anh nghe. Gì? Dạ. Em xin lỗi anh, dạ. Em xin lỗi anh, em đứng. Anh, I'm ready. I'm ready cho phòng đối đầu. Ok. Mình bán cái gì anh? Dòng đối đầu là một dòng thì vô cùng căng thẳng bởi vì anh chị sẽ bán một món đồ mà vô cùng quý giá tại công ty của chúng tôi. Em không biết là em có căng thẳng không chứ em thấy anh rất căng thẳng. Tại vì từ cái lúc mà anh ready nó vô mặt. Trời ơi, hồi nãy giờ vô phỏng vấn mà sao hình như râu anh mọc đậm hơn á. Râu đậm như vậy giờ mới nhìn thấy kỹ nha. Nãy giờ lo quá chị ơi. Thôi bây giờ về đi, dạ. Để giờ cho công bằng. Hai anh chị sẽ phải thi nhau, ai bán được nhiều sản phẩm hơn thì người đó sẽ được nhận vào công ty của chúng tôi. Dạ, nhưng mà sản phẩm gì em lo quá. Bây giờ là sao? Ý của anh nói là bây giờ mình livestream mình bán hàng thiệt đúng không anh? Chính xác. Hả? Bây giờ mình sẽ được trực tiếp đối diện với hàng triệu khán giả thật ở trên mạng. Trời ơi, tức là livestream thiệt à? Đi ra, bà đừng có nhào nhào với con người của tôi. Bán hàng thiệt, bà làm gì có kinh nghiệm, chỉ có tôi thôi. Cái thế giới này em sẽ là của anh. Ra đi. Dạ, em xin lỗi. Dạ. Đi qua bên kia. Sản phẩm tôi để sẵn ở dưới rồi đó. Ủa, vậy hai thầy thấy anh cầm cái đó qua em tưởng đâu là... Cái này là để set up, chuẩn bị lên mạng, hiểu không? À, cái vi tính này là kết nối với màn hình tinh thể lỏng kia. Ồ, tức là bây giờ livestream thiệt á hả? Livestream thiệt, tập trung vô. Có nghĩa là mọi người ơi thiệt á hả? Yes! Nửa văn nữa, càng nói càng văn, dễ sợ thiệt á. Cái con virus là nó floating đó nha, trời ơi, nó kinh khủng quá. Rồi, bây giờ anh on lên chưa? Đi vô đứng sẵn đi, chờ tôi set up nè. Bây giờ mình bán cái gì anh? Mình bán ti hả anh? Không, cái ti là ok rồi. Bây giờ xong rồi dẹp, bây giờ mình bán anh hả? Bán thân hả? Bảy ạ. Dạ. Nè, ở dưới đó có cái hộp sản phẩm đó. Lấy lên giùm mình. Lấy cái này hả? Ừ đúng rồi, cái máy bơm sữa đó. Máy bơm sữa hả anh? À. Trời ơi ông tóc tím mà nó không có kinh nghiệm. Em có kinh nghiệm anh, em có kinh nghiệm. Trời ơi, em là bơm đầy đủ. Trời, bao nhiêu năm trời chỉ có bơm và bơm thôi anh ơi. Trời đất ơi, ở nhà cũng bơm, đi làm cũng bơm, cất vô tủ lạnh quá trời quá đất luôn á. Dạ. Lily, cái gì? Dạ. Mình là mình bán, mình phải nói về cái kinh nghiệm bán hàng chứ không phải mình nói về kinh nghiệm đẻ đái ở đây, hiểu không? Mình bán về kinh nghiệm, kinh nghiệm bán hàng là mình nói gì? Nói cái miệng. Trời ơi, nhưng mà cái gì cũng có kinh nghiệm, có kinh qua kinh nghiệm thì là mới tốt hơn thôi. Đây. Bây giờ anh on lên đi. Thì bây giờ bước vô đi nè. Dạ, em rồi. 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 Livestream on air. 3 2 1 bắt đầu. Hi, mọi người ơi, vô đây nè. Dạ, vô đây với Maika, vô đây với Maika. Ừ, Maika năm nay 21 tuổi. Trẻ quá hả? Dạ, thank you. 50 cũng nó 21. 21 tuổi, dạ. Số đo 3 dòng 90, 60, 60. Trời ơi, cái gì vậy? 90, 60 và người đang về vuông xuống vậy hả trời? Dạ, dạ, tại vì dạ, dạ, à, chào Việt Nam, chào, ôi, chào Lâm Đồng, chào Nha Trang, chào Ôn, dạ, chào everybody. Dạ, dạ, đúng rồi. Trời ơi, nhiều người thả tim quá, trời ơi, mới có chào thôi. Dạ, em mới chào thôi mà mọi người gần, trời ơi, quăng tim quá trời luôn vậy đó, em thích quá à. Sao, à, răng trắng quá hả? Dạ, em biết. Dạ, à, trời ơi, có comment nữa, trời ơi, nói nút ruồi dễ thương, giống chí tài. À, bỏ nha, dạ, nút ruồi này là nút ruồi duyên, dạ. Còn cái kia là con dê chó. Mình phải phân biệt được cái nào là nút ruồi duyên, cái nào là con chó nha. Đứa nào chơi thả phẫn nộ vậy, hả? Nè nè, bớt đi nha. Nè, chị ăn hết cuốn nội mày để lại hay sao mày tự nhiên mày thả phẫn nộ chậm. Lắc nó luôn rồi. Dạ, dạ, rồi mình bán hàng đi nè. Dạ, vui vẻ, không quạo.
Dạ, dạ, cả nhà ơi. Dạ, mọi người ơi. Các mẹ ơi. Các anh ơi. Dạ, nói chung là dạ, đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Gái có con thì chỗ nhỏ chỗ to. Dạ, muốn cho to nhỏ đều nhau mua cái máy bơm sữa. Dạ, hai bên to đều. Dạ. Trời ơi, mọi người thích quá, mọi người thả tim cười. Trời ơi, thích quá. Yes, thank you, thank you. Dạ, comment cứ nói đi. Dạ, để em trả lời hết cho. Trời em, để em đặt comment cho, em đặt comment nha. Dạ, trời ơi. Dạ, chị, dạ, dạ, chị Tuyết Minh, chị hỏi em gì à? Dạ, cái máy bơm sữa này có gì đặc biệt không chị? Dạ, cái máy bơm sữa này rất đặc biệt chị Tuyết Minh ơi. Dạ, NASA đã chứng minh rồi. Dạ, cái máy bơm sữa này coi như là nó đặc biệt một cái là coi như là nó có thể scan được lực bóp bằng tay của ba đứa bé. Dạ, scan vô trong đây và nó để trong bộ nhớ. Khi nào người mẹ cần bơm sữa ra thì nó sẽ trả ra từ cái bộ nhớ để nó đưa ra cái lực đẩy đó mà bằng với cái lực bóp của bàn tay của ba đứa bé thì sao người mẹ sẽ cảm nhận được sự thân thiện của cái máy bóp này là bàn tay của ba đứa bé. Và sao thì cái dòng sữa mẹ nó sẽ tuôn ra như xối xả như dòng thác vậy đó. Dạ. Dạ vậy chị thích không? Dạ thích quá. Trời chị thích. Thích vậy mình order liền đi chị. À, chị chưa muốn có con. À, dạ chưa muốn có con. Nhưng mà mình có thể mua để dành. Dạ. Khi nào chị? Trời ơi. Dạ, dạ khi nào chị muốn có con chị mới mua. Dạ, dạ cảm ơn chị Tuyết Minh. Dạ. À, có người khác thả tim nữa. Dạ, dạ chị Vi hỏi gì? Dạ. Dạ cái này là 100 đồng nha, luôn thuế. Dạ free shipping nha. Dạ, dạ free shipping luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Con chị lớn rồi chị không cần. À, hỏi cho đứa em. Dạ sao trời ơi, dạ vui vẻ không quạo mình buôn bán mà. Dạ khi nào, dạ khi nào mà chị cần thì chị cứ nhắn em nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ dạ cộng đồng vẫn dạ mọi người vẫn thả tim cho em đi à. Dạ dạ cảm ơn. Thôi nghỉ đi chút xíu. Hết dạ. Giờ dạ. Trời ơi bán hàng như vậy là chết tôi rồi. Nãy giờ nói không à, chỉ kéo được cái lượt view à, không có bán được hàng gì hết. Cho em không có bán được cái nào hết ha. Nãy giờ không bán được cái nào hết là chết tôi rồi. Em nhiều lắm, cho em chút xíu nữa, em nói chút xíu nữa. Thấy chưa? Trời ơi, thả coi như like là một chuyện mà mua là một chuyện khác đúng không? Đúng. Dạ. Thôi bây giờ anh làm ơn đi xuống giùm đi cho bà chị này lên đi. Trời đất ơi. Trời ơi, tự nhiên nói em run mà. Cho em chút xíu nữa đi. Thôi được rồi, được rồi, đủ rồi. Trời ơi không tôi. Người ta miêu cái Michael bây giờ đó, trời ơi nói nhiều quá. Bây giờ tới em. Cái gì vậy? Trời ơi, sản phẩm của mình là phải nâng niu như vậy mà tôi còn chưa bán được cái nào. Bà lên đây đi, bà lên đây đi. Nhìn cái nhan sắc của bà. Được, bà thả một cái tim thôi con bà. Anh ơi, không mấy mình không like được không? Và làm giống hồi nãy được không? Chứ đừng có like được không anh? Làm sao? Đừng có like vờ được không? Chứ em rung quá, tại này nào giờ em chưa bao giờ. Không được, đây là thi đấu đàng hoàng. Bây giờ chị có muốn vô làm công việc này không? Tức là chị chọn một thôi không anh? Một thôi, only one. Dạ, lần này là đừng debate cuối cùng thôi không anh? Dạ, rồi. Trời, bởi vì ăn không rảnh ở rỗi suốt ngày coi chính trị. Dạ rồi. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi, lần này debate hòa bình, lần cuối là debate, lần trước gây lộn cho lần này hòa bình. Rồi, dạ. Rồi. Mỗi người một phong cách khác nhau. Dạ đúng rồi, phong cách khác nhau. 3, 2, 1, dạ. Bắt đầu. Em chào tất cả các chị em phụ nữ. Trước tiên thì em xin có một cái điều như thế này nè. Hồi nãy có những cái khi mà mình kinh nghiệm mình nói ra là chị em phụ nữ tin để chị em phụ nữ mua mặt hàng. Giống như cái máy bơm sữa này đây. Hồi nãy cái em trai áo cam nói là cái máy này có thể đo được cái độ bóp của người cha. Để cho nó tạo thoải mái. Nhưng mà em xin thưa thực tế là thế này. Trước khi sanh đó thì còn có độ bóp của người cha. Nhưng sau khi sanh rồi, cha nó không thèm bóp thì lấy đâu mà đo được độ bóp. Dạ. Đó là thực tế. Dạ, nó rất là đau lòng. Dạ đây, em xin trở về cuộc đời của em. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Dạ, dạ. Phải hát hay chứ còn hát như mẹ. Trời ơi kìa, tôi có hai thả tim đâu. Đó. Trời ơi, khóc không mà lên 500 like. Bao nhiêu like rồi anh? 700. Dạ em rú lên nữa bây giờ. Có xạo có thể không vậy trời. Mẹ. Trời ơi em nói thiệt, cái cuộc đời của em á, nó chuyên chuyên lắm. Coi như là hồi nãy tại sao em hát cái lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Bởi vì nó liên quan tới bầu sữa.
người mẹ giống như biển thì mình cũng như là biển sữa đó. Khi mà mình 20 tuổi, bầu sữa của mình nó lai láng như là biển trời, nó nhiều lắm, ao 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 để cho con bú. Mình không cần tới máy bơm sữa này, bỏ qua một bên. Nhưng khi mình 30 tuổi, cái biển cả nó biến thành dòng suối róc rách, nó nhỏ hơn chút xíu nhưng nó vẫn ao 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 ao, và mình vẫn chưa cần cái này. Ủa cái gì nó hít dữ vậy? Để đây thôi, chờ từ từ. Từ dòng suối bốn mình tự mình bị dày vò, mình bị đau cổ, tất cả mọi cái nó biến thành từ từ nhỏ dần, giống như khe róc rách chút chút thôi. Thì bắt đầu chúng ta cần thì cái máy bơm sữa này để bơm vô. Và cuối cùng khi chúng ta quá đau cổ rồi thì dòng sữa của chúng ta chỉ còn là giống như là cái romine mà vặn nước nhỏ, nó kêu tưng 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 tưng, cho nên chúng ta lại càng cần cái máy bơm sữa này hơn. Trời ơi, đau khổ, em nói em đau khổ đó. Tại vì khi mà nói cái máy bơm sữa này, em mới nhớ đến một kỷ niệm ngày xưa. Một kỷ niệm ngày xưa kinh khủng lắm. Anh ơi, 3 phút chưa anh? Không, câu chuyện đang hấp dẫn, lượt like đấy. Nhưng mà mình thi đấu có 3 phút. Em đây. Dạ anh ơi. Dạ không. Thì em la khách hàng áo cam chứ em đâu có la dám la khách hàng mua hàng đâu, để em nói tiếp. Là em nhớ tới ngày xưa em nhớ nó lâu lắm rồi. Em nhớ là lúc đó con em còn đỏ hỏn, em bế trên tay trong một đêm mưa gió bão bùng. Ê ê, chị, trời ơi, tôi đang quảng cáo thôi, nhưng mà si con đi đái ở đây chi vậy trời? Cái gì vậy? Không chị... làm special effect mưa gió bão bùng là đang gió mưa nè, mưa gió bão bùng mà. Vậy là special effect hả? Trời đó. Ơi, làm được luôn hả? Bum! Cái gì vậy? Xét đánh á. Mưa gió bão bùng phải có xét chứ đúng không? Cái này anh special có duyên effect. Quá. Anh có duyên quá. Trời ơi, cái này tôi phản đối. Để người ta bán tiếp đi được. Không, không, 3 nhé. Phút rồi. Không, từ từ chút xíu, em nói lẹ lắm. Rồi, nhanh đi, nhanh tay đi. Tay con ôm nó hộp tay như thế này mà em coi như là lúc đó là cái nhỏ nó chỉ là cái romine chút xíu, cho nên em phải bơm sữa một tay như thế này. Thì lúc đó em hay tin là chồng em nó đã đi theo người khác. Em tức, em biết làm gì bây giờ. Trời ơi, thế là em đặt con em xuống cho nó ngủ ngoài. Em vô tình thôi, em cầm cái máy bơm sữa em rượt theo nó. Trời ơi, em không biết làm gì bây giờ. Nhưng mà người ta nói phụ nữ ra ngoài đường đánh son chứ không đánh ghen. Em không đánh ghen, em chỉ đè nó xuống ra. Em lấy cái này, em dắt sữa nó. Mà quý vị nghĩ coi, đàn ông không có tiếng sữa. Đàn ông không có tiếng sữa mà dắt làm sao ra 8 ao sữa cho con em bú, thì cho nó chết nó luôn. Cho nên cái này rất nhiều công dụng. Bơm sữa là một, đây là vũ khí quánh ghen mà không để lại dấu tích. Đó. Tôi yêu cầu anh. Trời ơi. Yêu cầu anh tắt livestream liền cho tôi. Chị anh Thủy Hương. Liền livestream cho tôi. Kiểu bán hàng chị Thủy Hương. Trời ơi, con chị lớn rồi mà chị vẫn mua để ủng hộ hả? Bà xào đó, cái câu chuyện này tôi người biết. Người ta đang mua kìa. Không, cái câu chuyện này tôi ở với chị bao nhiêu năm tôi biết. Để chị đặt chuyện ra để chị bán, chị lương gạt khán giả là một người không tốt. Ủa? Chứ làm sao? Cái câu chuyện là phải có đặt ra, có đầu có đuôi này kia nọ, có phí giết để cho người ta hấp dẫn, người ta mới bán hàng được chứ. Chứ ở đâu ra mà lấy cái này mà dắt được sữa hả? Tôi nói cho anh nghe, tôi nè, anh ơi, em nói cho anh nghe, đây là cái gì? Mình công ty tập đúng. Đoàn mình là bán đồ cho trẻ em, đúng không? Bán đồ cho trẻ em mà tại sao anh có thể để một cái người phụ nữ mà tôi nói vũ phu như vậy? Vũ phu lấy cái này mà đập vô trong mặt của thằng chồng rồi dắt sữa của thằng chồng ra. Hả? Chị là bà đúng. Nói sao? Bà... Chị chỉ có dắt sữa thôi chứ có làm gì đâu, không có đánh đập, chỉ có dắt sữa thôi. Chị nói mà nó cũng chết bà nó rồi. Chị nói là đàn ông không có sữa. Nếu không có sữa thì tại sao nó có sữa ông thọ? Trời đất ơi, đó. Câu chuyện của hai người tuyệt vời, cãi tiếp đi. Không, tôi nói cho anh. Không, này. Bây giờ tôi nói cho anh. Bây giờ trở mặt đi không? Buôn bán, của anh, tôi để qua một bên, nhưng mà giờ tôi nói chị nghe. Cái gì? Bây giờ chị nói đi. Chị nói cái gì? Tôi nói cho bây giờ. Bây giờ nhà cửa chị ở tôi lo cho chị bao nhiêu năm nay, đúng không? Tôi cũng... Nín! Nín ngay. Mày nói mày lo cho tao hả? You know you lo cho mi hả? Trời ơi, bình thường cái phòng á, xe 700 đồng á, nó đặt nhà tôi, mấy mẹ con tôi 1.000 đồng, mắc hơn 300 mà nó lo cái gì? Anh nghĩ đi, người ta đó là coi như là cái một người ở, người ta mới 700, còn hả, bà một bà với 6 đứa con ở, đưa tôi bao nhiêu tiền, tôi nói ha, một ngày đi tắm 10 lần, tôi nằm ghế một bên mà trời tôi ơi. Đi tôi lét thôi mà tôi nói giật nước mà tôi cái gì đâu, với con người suốt ngày nằm nghe đếm giật cầu làm sao, có ra gì đâu. Tôi lo cho chị biết bao nhiêu, bây giờ đi chị đồng tiền rồi. Hãy lớn lên, trời ơi, chưa bao giờ công ty tập đoàn của chúng tôi đạt tới cột mốc 1 triệu view. Trời đất ơi, 100.000 like, 100.000 chia vậy? Sẻ, trời. Ủa, đất ơi. Ủa, cái chuyện gì? Anh, nãy em kêu tắt livestream rồi, tại sao anh vậy? Ngu anh, sao anh cắt? Cái gì? Ngu sao cắt livestream? Hai người không biết đâu, tôi là một chuyên gia, để mình sống sót, để mình sinh tồn trong cái ngành livestream này, chúng ta phải lôi càng nhiều những câu chuyện drama ra. Càng cãi lộn càng nhiều, người ta càng thích, người ta càng chia sẻ, người ta càng lấy, công ty tôi bán cửa hàng, tuyệt vời! Trời ơi, cả nhà ơi, tụi em bị gạt rồi, tụi em bị gạt rồi. Chúng em thương nhau lắm, hai đứa hiền lắm không? Có biết.
vậy hả? Dạ rồi. Trả thù. Dòng bứt phá đã qua. Đúng. Bây giờ, chúng ta phải đi đến dòng chung kết. Bé ba. Nè, nè, làm gì đó? Nói cho anh biết gì đó. Anh làm ăn lương liệu hả? Quay tụi nó đi ra. Trời ơi, nó vẫn đẹp chứ. Thôi em ơi, trời ơi, đẹp cái gì nữa? Rồi, ta sẽ dắt hay rồi đó. Đưa trong chứ. Rồi. Về chị. Trời ơi, em chọn chúng quá. Nè. Nè. Trời ơi, không lẽ công ty của tôi hoài chỉ còn một thành viên sao? Gì vậy? Đang tập ngon trớn sao lại tắt cái tiếng kèn đi, thổi tiếp cho em tập đi anh. Thôi thổi hết nổi rồi. Đang thổi nhớ tôi phải trả tiền bill hết thổi nổi rồi. Bill cái gì mà bill không biết nè. Bill cái gì? Tháng nào cũng nguyên cọc bill gì nè. Nào là tiền nhà 750, tiền xe 350, thẻ Macy 700, thẻ Nordstrom 450. Victoria Secret. Rồi em làm gì em mua đồ ngủ tới 4.500 lần. Hay, cái này là giữ hạnh phúc gia đình. Trời ơi, một tối em thay 7 màu khác nhau anh không happy à? Anh xin lỗi em nha. Cái gì? Anh cài đầu tắt mặt tối trả bill cho em rồi. Bây giờ anh thấy có một màu à. Màu gì? Màu đen ám đạm. Trời ơi, anh ơi, anh khổ quá à. Em nói cho anh nghe nè, suốt ngày anh cứ tiền không à. Năm 2000 tới rồi, tiền bạc nó là phù du. Gì? Tiền bạc là phù du hả? Ừ. Mà không có tiền là phù mỏ. Bởi thế cho anh là suốt ngày cứ tiền không à. Anh như là thuộc cái loại như là sống nghèo mà chết giàu. Còn em nè, sống giàu mà chết nghèo. Trời, là sao không hiểu gì vậy? Chứ đây này, anh sống nha, không dám ăn nha, không dám mặc nha, không dám xài gì hết nhá. Rồi chết để em đóng tiền, ai xài? Còn em, có tiền xài, không tiền cà thẻ. Thích cò xoàn cà thẻ, thích shopping cà thẻ, thích xe cà thẻ. Nợ ngập đầu chết xù. Hay quá ha, hay quá ha. Trời ơi, năm 2000 tới rồi, người ta đồn tận thế tới nơi á. Phải enjoy cuộc sống, ok? Enjoy cuộc sống. Tận thế đâu không thấy, thấy tận mạng á. Ơi. Đó. Chủ nhà tới kìa. Bỏ mấy người tính tận số, tận thế chết thì phải trả tiền nhà cho tôi hay sao vậy? Tức cười quá à. Đáng lẽ tôi đi chùa đó, mà tôi nhớ còn thiếu tiền nhà tôi tức quá, tôi lại tôi chửi mắt tôi mới đi nè. Kiếp gì vậy đó. Nhà có hai vợ chồng mà xài chi cả trăm cái bóng đèn dữ vậy? Mà đóng phim hả? Trời đất ơi, tắm cũng vậy nữa. Thất nghiệp mà tắm chi tuần tới 2 lần dữ vậy? Tôi nói rồi, tôi lại mấy người, tôi năn nỉ mấy người rồi. Ráng đi, hai vợ chồng ráng sáng ăn cái gì một lượt đi. Nó đau bụng một lượt, đi cầu một lượt, giật nước một lượt luôn. Trời ơi, cho nó đỡ tốn tôi chứ. Tôi nằm ở trên lầu á, mỗi lần tôi nghe tiếng nước giật á, tim ta đau nhói. Vậy mà mấy người đâu có biết đâu. Bà chủ. Vậy? Tôi đề nghị bà chủ này nha. Cái gì? Bớt nói là đi, đỡ tốn lắm. Tốn gì? Tốn nước miếng. Đừng có giỡn mặt cái tôi như mày. Có sao nói vậy người ơi. Xin chào. Ai đây? Cái kia. Giảng đạo à? Thôi đi dùm đi. Không. Cái tướng này là tướng bán bảo hiểm nè. Bảo hiểm cái gì? Bán hòm thì có. Chào sư bà. Gì đây? Gì vậy? Nè, cái gì vậy? Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là luật sư Trần Trừng Trị. Trời, tên gì mà nghe trẹo bắn hỏng cái vậy? Trần Trị. Trời. Luật sư nghe cái tên giống như là xã hội đen vậy. Hân hạnh được chào luật sư Trần Trừng Trị. Hân hạnh biết không? Dòng họ ba đời của Trần Trắng, Trần Cháu Trở và Trần Trồn Trột.
Tôi không đùa với ông nhá. Dạ không dám. Thưa bà cho tôi hỏi, bà có phải là bà Nguyễn Thị Mai sinh tại Hồ Nai không? Vâng, tôi là Nguyễn Thị Mai đây. Nhưng mà thưa với ông, nhà tôi nó đang có sao quả tạ nó chiếu đây này. Tôi không có mua bán gì đâu, mời ông đi cho. Không, tôi không buôn bán gì cả. Tôi là luật sư Trần Trường Trị, đại diện cho thân chủ của tôi là Hoàng Phi Hùng, hàng xóm của bà mới chết cách đây một tuần. Ôi giời, tưởng ai cái thằng cha Hoàng Phi Hùng à. Trời ơi, du côn du đáng, cái xóm này đâu có ai ưa đâu. Ôi giời, tưởng ai chết thì kệ đấy chứ. Cái gì đâu mà mặt thì rất là du đáng nhá, tóc thì đen nhá, chân mày thì rậm nhá, râu ria xồm xòa nhá, suốt ngày có một cái bộ vest xám với sắc Samsonite. Trời ơi, nó vô duyên lắm. Tôi giống ông này quá vậy. Không có, người giống người, người giống người. Bà chủ biết không? Tưởng ai xa lạ. Ai mà nhắc cái tên Hoàng Phi Hùng ai cũng ghét hết á. Đúng. Cái thằng ấy lưu manh nhất cái vùng này. Đấy. Nó làm giàu được là buôn bán xì ke. Đúng. Đâm thuê chém mướn. Nhưng mà xui cho nó, vừa rồi nó chết biết sao chết mà chủ. Sao? Đi nhậu sai xỉn về. Sao? Đi ngang cái dũng sình á. Té xuống chết đuối chết. Trời ơi, vậy tôi nói cho tứ quậy đi. Năm châu bốn bể là tứ hải tung hoành không chết. Mà sụp lỗ chân trâu chết. Tôi nói nghe cái tên thằng cha đó chết là ai cũng mừng hết trơn á. Dạ. Đấy. Thưa bà, một lần nữa xin bà xác nhận lại, bà có phải là bà Nguyễn Thị Mai sinh tại Hồ Nai không? Thưa ông, tôi xin xác nhận tên Việt Nam của tôi là Nguyễn Thị Mai, tên Mỹ là Maureen Monroe Lela Nguyễn, ok? Tôi ở cái xóm này lâu lắm rồi nha, mà tôi chưa có thấy ai là luật sư Trần Đường Trị hết. Chắc ở đâu mới tới hả? Dạ vâng, tôi mới ở tù ra. Mắc cười quá à. Luật sư mà ở tù. Tội gì vậy? Thì có gì đâu, hồi đó tôi cũng đi ở nhà thuê, nhà mướn đó bà. Thiếu tiền nhà 1-2 tháng, con mẹ chủ nhà nó tới nó đòi phiền quá, giận quá bà chủ. Đạp cho nó đạp chết luôn. Giết người đó. Ê. Cái gì vậy? Bình thường bà ngon lắm vậy, sao hôm nay tự nhiên cà lắm vậy? Tự nhiên tao sợ mày. Sợ đi qua đi. Không, mày qua bển đi. Mà gì vậy? Mà giết người mà sao thả sớm vậy cha? Là vì hạnh kiểm tốt. Nhưng mà thôi dẹp cái chuyện nó qua một bên đi. Lần cuối cùng xin bà xác nhận lại, bà có phải là bà Nguyễn Thị Mai sinh tại Hồ Nai không? Tôi điên bây giờ đấy, ông có muốn quay trial và license của tôi không? Nếu có thể. Nè, tôi xin lỗi luật sư nha. Nãy giờ luật sư vô, luật sư nói dài dòng hỏi tên hỏi tuổi người ta. Bây giờ còn coi đôi coi trai phải lại xanh nữa. Bây giờ muốn cái gì nói thẳng lên. Nếu đúng thì tôi xin được long trọng thông báo cho bà một tin rất là quan trọng. Rồi. Tôi là luật sư Trần Trường Trị. Giới thiệu 4 lần rồi ông. Nói tiếp. Luật sư Trần Trường Trị là tôi. Trời ơi. Còn lại ba. Vô vấn đề nói. Tôi đại diện cho thân chủ của tôi là Hoàng Phi Hùng trước khi chết có viết di chúc. Rồi, viết cho ai mặc kệ, nói tiếp. Để lại gia tài. Gia tài cho ai kệ bà đó đi. Rồi. Để lại gia tài cho bà Nguyễn Thị Mai. Rồi, bà Nguyễn Thị. Vô anh em. Gia tài. Sao hai đứa mày á khẩu hết trơn vậy? Trời đất ơi, Hoàng Phi Hùng á, nó đâm thuê chém mớ, nó buôn lậu, nó giàu lắm, nó để ra tài coi như mình giàu rồi. Trời ơi, bất chiến tự nhiên thành mình hên quá anh ơi. Hên gì hên em? Cái gì? Tại vì mình ở hiền gặp lành. Đúng rồi. Ở ác như mẹ này á. Trời ơi, hên quá, trời, Hoàng Phi Hùng chết mình hên quá. Bây giờ sao nữa? Hên quá, hên. Em sao tự nhiên cười vô duyên vậy? Cười đâu mà cười, tao đang cảm động muốn chết đi nè. Khóc đi. Ôi trời ơi, anh Hoàng Phi Hùng ơi, ôi trời ơi, sao mà anh bỏ Dương Gian nó đi sớm thế? Ôi trời ơi. Thôi vậy em nói với bà chủ nghe, Hoàng Phi Hùng coi vậy chứ dễ thương lắm. Trời ơi, sao trời hại kẻ gian vậy trời. Bởi vậy người Mỹ mới có câu. Câu gì? Good people die young. Là chết yếu đó. Dạ. Bởi thế cho nên hoa thơm bề trên cho người ít quá. Ôi anh Hoàng Phi Hùng ơi. Bây giờ em thương anh quá anh Hoàng Phi Hùng ơi. Dạ, rước luật sư vào buồng. Gì? Bà ngồi. Cảm ơn bà. Úi giời ơi,
Luật sư ơi, luật sư ngồi đúng cái ghế mà Hoàng Phi Hùng tối tối vẫn thường về ngồi đây. À, xin em gói mình gói mà. Trời ơi, sao mà giống Hoàng Phi Hùng quá. Trời ơi, em nhớ anh Hoàng Phi Hùng quá. Anh Hùng ơi là anh Hùng. Hùng, em gọi tên anh trong 1000 thương nhớ. Hoàng Phi Hùng. Gì Hùng trời? Em. Cái gì? Tên ta tên Hoàng Phi Hùng mà Hùng mà. Biết rồi nhưng bỏ dấu cho nó vào nhạc. Trời ơi, không biết gì hết à. Ôi trời, anh Hoàng Phi Hùng ơi, em lại anh rời ba hồn đi. Tôi là Trần Trừng Trị, còn bà muốn lại Hoàng Phi Hùng qua nhà bên kia. Chết xin lỗi, dạ mời luật sư ngồi. Bởi vì sao? Mặt luật sư với mặt Hoàng Phi Hùng nó dù đáng giống nhau lộn mãi. Vâng, mời ngồi. Anh, có khách quý, có nước ngọt, mời luật sư. Trời đất ơi, mấy ngày nay nước lạnh không có uống, uống nước ngọt. Dạ. Nhà chị nước ngọt thiếu gì. Để chị lên chị lấy cho hai em mời khách nha. Không, cảm ơn bà chủ, không dám làm phiền bà chủ đâu. Trời ơi, chị thương hai đứa không hết, có đâu mà phiền. Dạ. Chị với em mà tình nghĩa là chính phải không? Tiền bạc là phụ thôi, mấy tháng tiền nhà là chuyện nhỏ. Thí dụ như lãnh cái đó có trả cho chị cũng được. Dạ. Mà không có cũng tìm cách sao trả cho tao nha mày. Chị nói chơi. Hai đứa ăn cơm chưa? Dạ chưa. Chị cũng chưa. Mai mốt mà lãnh cái tiền đó xong rồi đó, chiều nay nè. Dạ. Chị cho phép hai đứa mời chị đi ăn nhà hàng đó. Hai đứa chịu không? Chị chịu. Chị nói chơi. Thôi chị lên trển nha. Ý mà quên nữa. Nè, bây giờ đèn có xài thoải mái đi cưng. Tắm đi, tắm ngày 20 lần đi cầu đi. Đi cầu nhiều vô. Đi đi kìa. Đúng là người đàn bà vô duyên nhất của thế kỷ 20. Trở mặt như trở bánh tráng nha. Thấy người ta có tiền cái nịnh nè. Tự nhiên biểu ngày tắm 20-30 lần. Trút nước cho bà chết hả? Rồi lại bảo là đi toilet một ngày 40 lần. Chù người ta tào tháo rượt là tiền ai xài chứ. Bẩn không ạ? Bà Mai nè. Dạ. Trước khi tôi đọc cái tờ di chúc này đó. Dạ. Bà có cái bộ đồ nào mặc vào cho nó nghiêm trang không? Để tỏ lòng kính nhớ đến ông hàng xóm của bà vừa tiêu dương nên mình cực lạc không? Dạ có chứ ạ. Quên, em cần có phải tắm cho nó tinh khiết không thưa luật sư? Thế tuần rồi bà tắm chưa? Dạ chưa. Thế nếu chưa thì nay khỏi. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Dạ. Vậy em có cần thay đồ cho nó lịch sự anh á hả? Dạ. Anh thấy xà lòn được. Ta đi đâu đó? Dạ em đi thay xà lòn. Nó chơi thôi mà, ngồi đi. Dạ. Ngồi. Nhà ta làm dữ gì cha. Luật sư. Luật sư. Mặt luật sư coi ngầu ngầu dữ ha. Không có. Luật sư coi trẻ chứ già quá ha. Không. Già nhưng mà được cái đen. Chắc ý không ý em nói là chắc hồi nhỏ má luật sư có bầu luật sư á, chắc uống cà phê đen nhiều lắm phải không? Không, ý em muốn nói là nếu mà em quen má luật sư sớm á, lúc má luật sư có bầu luật sư á, em nói má luật sư uống sữa đậu nành cháo trắng. Ủa, bọn em nói chuyện vô duyên lắm hả luật sư? Không, anh nói chuyện có duyên lắm chứ. Trời đất ơi, luật sư quá thông minh. Vậy mà em nói chuyện với ai một hồi người ta cũng đuổi em đó nè. Đây. Tôi đi không đánh. Đó, đúng là người có văn hóa high class mà. Quá tốt, lời khen luật sư. Tôi không đánh, tôi chém thôi. Nước ngọt đây, dạ mời luật sư. Luật sư, hồi đó đó Hoàng Phi Hùng hồi còn sống đó, cái lâu lâu cái đi chơi về cái bị trúng gió, cái hay mời em cạo gió lắm. Thế à? Không biết Hoàng Phi Hùng chết đó, có để gì về lợi cho em không hả luật sư? Có. Dạ gì luật sư? Cái búa. Nè Trung, ăn đi cưng, uống đi cưng. Uống thoải mái đi cưng. Trời ơi. Chị Lan. Cái gì? Sao nó chị gan quá vậy? Gì gan? Chắc có lẽ thị sĩ mà chị dám mời em ăn hả? Nữa em nói chuyện này, trời ơi, tao nói chuyện tiền bạc tao giận thiệt à Trung à. Cái này là chị thương lắm, chị thương em hết mình luôn vậy đó. Ăn hết đống này đi còn nhiều đống khác là chảnh lắm. Chắc có lẽ mà đống này đống nọ. Chứ sao? Thôi chị ơi. Dạ chị thương em quá. Chị thương em không? Thương quá
trời với đất mà lên. Không có tiền cho Thương không? Em xem làm giống hắc y giáo chủ vậy. Phim kinh dị. Bà Mai này. Dạ. Cái bộ đồ này nó đâu có hợp với cái cảnh tiễn đưa người về miền cực lạc. Cái này ném về là đưa về miền hoan lạc rồi. Dạ sao ạ? Cái này là không có hợp với cái cảnh đưa người về miền cực lạc. Thì em biết rồi, bây giờ luật sư tiếp đi luật sư. Thôi bây giờ như thế này. Dạ. Tôi đề mọi nghị mọi người yên lặng để cho tôi đọc tờ di chúc này. Dạ dạ, mời mời một luật sư ngồi ạ. À, trời nóng quá. Xin anh yên lặng nhé. Tôi tên Hoàng Phi Hùng, viết di chúc này trước mặt luật sư Trần Trường Trị, một luật sư đẹp trai và duyên dáng. Văn phòng có bãi đậu xe rộng rãi, free coffee và donut. Văn phòng mở cửa 7 tuần một ngày. Hả? 7 tuần một ngày? Là không không không, 7 ngày một tuần. Trời đất ơi, luật sư gì mà đọc chữ không chạy nữa trời. Tại bà kéo cái mini chip xuống đi xíu nữa. Trăng quá thế này thì chữ nghĩa nó cứ lộn lên lộn xuống là đọc không được nha. Tại vì luật sư không biết đó thôi, chứ còn cái chỗ này nó quan trọng lắm đấy. Thế. Nó đưa người ta về miền cực lạc đấy. Nhưng mà cực lạc thú. Thôi được. Tờ di chúc như sau. Thứ nhất, cha tôi ông Hoàng Phi Hành, người đã có công sinh thành dưỡng dục, tận tụy hy sinh một đời nuôi tôi khôn lớn. Tôi để lại 200 đồng và một chiếc xe đạp cũ. Thứ hai, sư phụ của tôi ông Hoàng Phi Lộ, người đã có công dạy tôi nghề mở các ổ khóa mà không cần chìa. Tôi để lại 500 đồng và một cái tivi Sony 53 inch. Hư. Thêm. Nếu ông còn làm thêm một lần nữa tôi sẽ thưa ông đó. Làm gì thưa ông ta? Tôi thưa ông vì cái tội làm phiền giấc ngủ ngàn thu của thân chủ thôi. Bỏ cái đi. Cái thằng quý này. Cái chém này bây giờ đó. Thằng này nó hay chém này mà biết hả? Thứ ba, cô Nguyễn Thị Mai. Người hàng xóm dễ thương của tôi. Tôi để lại 500 đồng hả? 500 tưởng nhiều chứ. Làm mấy giờ? Trời ơi, 500 ngàn đô la tiền mặt. Ủa? 500 ngàn? Ta say trời đất cũng say. Say. Ê, em. Cái gì anh? Uống rượu nào mà say vậy? Không, em say men tiền anh ơi. Trời ơi, tiền nó dễ say lắm, trời ơi. Luật sư. Nè, nhưng mà đây là tôi chưa tính cái tiền luật sư phí nhé. Bà cứ trừ đi 30 ngàn là vừa. Chuyện nhỏ. Luật sư. Nhớ trừ giùm em 3 tháng tiền nhà đó nha, luật sư. Bà đừng có ngắt lời tôi nhé. Dạ. Đâu rồi, đọc tiếp đến đâu rồi? Dạ, tới cái đùi em ạ. À để. Dạ. Thứ tư, tôi cũng để lại một chiếc xe Lexus mang bảng số 9 nút cho cô Nguyễn Thị Mai. Yeah! Anh ơi, anh đừng có xe, nó lộ lắm anh ơi. Ông Sầu đây anh ơi, trời ơi. Anh Hoàng Phi Hùng ơi là anh Hoàng Phi Hùng. Sao mà anh bỏ Dương ra đi sớm thế? Lá già còn ở nơi đây mà lá non rụng xuống rời ấy răng rời. Mà luật sư ơi, cái lịch sử đời năm nào vậy luật sư? Đời mới nhất, 2000. Yeah! Buồn quá. Ôi anh Hoàng Phi Hùng ơi, nhà cao cửa rộng anh không ở, xe hơi mới anh không chạy, anh ra ngoài đồng anh ngủ với run. Trời
ái dân quá vậy? Trời ơi, cái này mà ái dân cái gì, ái gia chứ ái dân. Luật sư, thế 500 ngàn tiền mặt có phải khai thuế không luật sư? Không thuế mẹ chứ. Trời ơi, sao em cảm động quá anh Hoàng Vy Hồng ơi. 500 ngàn tiền mặt mà không thuế má mẹ gì thì cái mã tổ nhà em nó tán làm rồng rồi à. Trời ơi, em vui quá. Ê, nhưng mà luật sư, còn nghe nói cái bảo hiểm nhân thọ triệu bạn nó cho con chết tiệt nào thưa luật sư, nó cho con nào? Cái gì vậy? Bà tham lam quá à, được rồi, đủ rồi. Dạ, em xin đại diện nhà của em cảm ơn luật sư nhiều. Dạ. Chút này của vợ anh chứ mắc mớ gì anh mà cảm ơn. Không, của chồng công vợ. Dạ, của chồng công vợ. Dạ. Thôi bà Mai, bây giờ như thế này nhé. Dạ. Bây giờ tôi về văn phòng. Dạ. À, tí nữa bà ra bà gặp tôi. À, dạ. Lãnh chết cái lái xe về luôn nhé. Dạ. Thôi xin chào. Dạ. Dạ. Xin chào. Xin chào. Thấy chưa? Tao nói tụi bay thấy chưa? Cái nhà này nó hên dễ sợ lắm á. Nhà hướng nam không làm cũng sướng mà. Thôi đi bà nội ơi. Mới dọn vô nhà này mà nói nhà hướng Tây mà. Thì nhà hướng Tây không cài cũng có vậy. Vậy hả? Rồi sao thấy không? Mấy em thấy không? Cái nhà này nè, em nhớ vợ chồng Thu không? Ở Việt Nam mới qua nghèo gần chết vậy đó. Thế ở đây có 2 tháng cái dọn ra riêng mua nhà lớn. Ủa? Sao ngộ vậy? Trời ơi, tao nói thất nghiệp đâu có làm gì. Cái lái xe đi chơi. Trời đất ơi, nó hên quá trời, nó bị đụng xe. Đụng xe mà hên chị. Trời ơi, còn hên hơn nữa, thằng chồng nó chết tươi vậy đó. Trời ơi, nó lãnh bảo hiểm cả triệu đô ra mua nhà lớn xài thoải mái, em thấy không? Tao nói cái nhà này hên vô là chết vậy đó. Nè, nói cho em nghe. Cái bàn tay của em hả? Là bàn tay sướng, phú quý, ngồi mát mà ăn bát mì đó kinh. Chị nói cái gì kỳ vậy chị? Em bây giờ là đi ăn mì à? Em bây giờ là phải sơn hào hải vị chứ lị. Anh đón cho em chiếc taxi để cho em đi shopping. Em mua bộ đồ Gucci, em mặc cho nó lịch sự. Rồi em ra văn phòng luật sư, em lãnh sách, rồi em lái lấy xịt về. Có phải vậy không hả anh? À, phải. Sao vậy? Em em bị trúng gió hả? Có trúng cái gì đâu. Sao mà như... Trời anh ơi, trong tay nửa triệu bạc rồi, phải đổi cuộc sống chứ. Đổi lời ăn tiếng nói cho nó sang chứ là ê. Có phải vậy không hả chị? Hả chị? Phải rồi. Em em nè. Em khỏi đón taxi làm chi. Bây giờ để chị làm tài xế cho em cũng được. Ôi. Bây giờ em cứ sai chị thoải mái đi. Ôi. Chị sẽ làm tôi mọi cho em. Thôi mình đi chị nha. Đi, đi cho nó sang này. Ê, cô chừng thế, mãi cô chừng thế. Sao vậy? Mà lại có tiền rồi ở cái phòng cũ này nó cứ bắt té thế đi. Trời anh Hoàng Phi Hùng của em buồn quá. Ủa ngộ vậy. Ngộ quá ha. Con người ta có tiền cái đổi giọng cho nó xoan. Mình thì không đâu. Người ta đổi giọng mình đổi đời. Có tiền rồi hả? Massage nè. 1900 sung sướng nè. Yes, sống trên đời này người giàu sang sướng hơi người nghèo khó. Trời đã ban cho luật sư. Xin chào luật sư. Luật sư quay lại nữa à? Bà Mai có nhà không? Dạ nhà tôi đi vắng rồi. Bệnh hả? Dạ không, có tiền đổi giọng cho nó xoan. À, ông làm ơn cho tôi gửi lá thơ của Hoàng Phi Hùng gửi cho bà Mai nhé. Dạ. À, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Dạ thôi khỏi. Mới đây đổi đời hay đổi hẹ đi trời. 500 ngàn khi có vợ mình, cái này dám bảo hiểm nhân thọ lắm ạ. Trời ơi, thương Hoàng Phi Hùng quá. Cái gì đây? Em Mai yêu quý của anh. Cái gì vậy? Anh xin lỗi em vì anh chết mà không báo em biết trước. Ngộ rồi nha. Nhưng mà anh viết sẵn lá thư này để khi anh an nghỉ dưới lòng đất thì em càng hiểu anh hơn. Anh còn nhớ ngày đầu tiên gặp em tại quán Tiết Canh Dịch. Đôi mắt em long lanh nhìn anh với đôi môi đỏ ửng màu tiết canh.
chả diễn tả vợ mình giống ác quỷ Dracula vậy. Anh đã yêu em từ đó, chúng mình đã... Cái gì? Gì đây? Chúng mình đã ngủ một đêm tại khách sạn Hilton, rồi chia tay vĩnh viễn. Anh còn nhớ một câu thơ: nếu có xa nhau mãi mãi, xin một lần mãi mãi xa nhau. Làm thơ gì què vốn như trời. Anh thương em vô cùng, em tuy già mà trẻ. Trời ơi, tuy em có duyên. Vợ mình dám khen có duyên, cái kỳ vậy. Trời đất. Bà cười không hiểu gì sao bà cười, tại vì bà điên. Gì vậy? Dạ. Bây giờ tôi biết hết rồi, tôi không ngờ bà phản bội tôi nha. Cái gì phản bội? Tôi biết tại sao Hoàng Xuân để lại gia tài cho bà rồi. I don't know. You don't know nhưng mà tôi know. Bà có biết tại sao không? Tại vì bà đã ngủ một đêm với Hoàng Xuân tại khách sạn Hilton. Ờ. Cái gì? Ngủ một đêm với Hoàng Phi Hùng? Ờ. Có không ai? Ngủ một đêm với Hoàng Phi Hùng? Có không? Sao em không kêu chị với sướng quá vậy? Bây giờ bà còn chối nữa phải không? Cái gì chối? Ông có điên không? Sao? Trời ơi, tôi mà ngủ với Hoàng Mỹ Hùng một đêm á, đời nào nó cho tôi lắm tiền như vậy. Ông biết tôi quá rồi mà. Biết cái gì? Bây giờ còn chối rõ ràng, ghi rõ ràng nè. Giờ tôi phải đi kiếm ông luật sư mới được. Tôi nói tôi không muốn ngủ mà. Đây nè, luật sư, đưa đây. Nè, đưa lẹ đi. Nè, rõ ràng bây giờ luật sư nói đi. Bà có ngủ không? Bằng chứng rõ ràng nè. Bà có ngủ không? Nói đi. Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Chuyện đâu còn có đó, xin ông bà bình tĩnh bây giờ nè, từng người nói một tôi mới nghe được. Biết rồi nhưng mà tôi bảo là tôi thôi, không ngủ. Thôi, xin bà nhé. Thôi bây giờ nè, ai già và xấu nói trước đi. Tôi, bà khỏi rồi đó. Thôi bây giờ cái chuyện nó như thế này, tôi xin xác nhận cho ông biết. À, bà này không có ngủ với ông Hoàng Phi Hùng. Thấy chưa, anh thấy ông em trung thủy mà lại. Cũng giống như ông này cũng không có ngủ với Hoàng Phi Hùng. Bà mai cái tấm check rồi sáng rồi đưa bà còn đây không? Này còn y nguyên đây này luật sư. Dạ đấy, em bảo em trung thủy với chồng em lắm cơ mà. Đây, cái xe, cái chìa khóa xe đây còn đây. Ồ, vâng còn hết đấy. Mai ơi. Dạ luật sư gọi gì ạ? Mai ơi, Mai ơi vào đây em. Ai vậy? Gì đây? Vào đây em. Đây mới là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại hố nai. Còn bà sanh ở hố bò mà sao bà xạo quá. Ủa, này Nguyễn Thị Mai hố nai hả? Này hố bôm chứ hố nai. Luật sư ơi, em nói luật sư nghe nè. Nai với bò gì làm khô dân nhậu, nó nhậu y chang như nhau. Không có khác gì cả hả luật sư? Tôi làm việc theo di chúc nhé. Bà nhìn thế này, em ra đây em. Như thế này mới xứng đáng hưởng gia tài chứ. Em quay một vòng đi. Đã, thấy chưa? Trời ơi, còn cái tướng bà kìa. Nói dạ. Thật cho bà biết, tôi mà có chết tôi cũng chẳng để lại gia tài cho bà. Kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì tôi không biết nhé, tôi làm việc theo giấy tờ. Dạ. Chào, thôi mình đi hưởng nhé. Gì kỳ vậy? Trời ơi. Trời. Vậy là tôi phải chạy lên cái xe mạc xe đi đợi 76 lại hả trời? Tôi tưởng giàu tới cho ăn nghèo lấy lợi, nghèo mà ha. Trở mặt trời bánh tráng vậy nè. Không sao còn cục nữa. Nãy hên mới giấu. Đưa đây. Vậy? Ôi giời, anh Hoàng Phi Hùng là anh Hoàng Phi Hùng, sao anh không chịu ngủ với em một đêm? Vậy? Gái tôi ghê nha, nó hiền lành vậy đó, mà nó đẹp nữa chứ, mà sanh làm con nhà nghèo.
đi làm tối ngày sáng đêm không đủ nuôi cái miệng tôi ăn nữa. Dẹo! Làm gì vậy? Làm gì vậy mày? Con vùi. Trời đất ơi, nó bắt rồi mà tưởng sát thủ chứ. Cái bà dò nghe bực mình cũng phải giết nó. Con làm gì đâu nãy giờ mà má kêu hoài vậy? Sắt chuối cho heo ăn. Trời đất ơi, ấy coi nhà không qua bên bà hội đồng đó. Qua mở cái gì vậy? Trời ơi, thì cũng nợ nần chứ chi con. Thiệt là tao nói ông trời không có mắt mà. Bà thì xấu quách vậy hà. Mà của ăn của để. Còn tao đẹp như vậy nè. Mà của quỳ không có ăn nữa. Thôi má ơi, trời ơi má đừng than má nghèo ta cừ á. Nghèo có kìa mà cú nào cũng đần như là mấy. Vậy á, con nói thiệt nha. Má, đã ép bớt đi. Để vậy ta cười cho than nghèo kỳ cục quá. Thì tại ăn nhiều mới nghèo. Thì bởi. Thôi coi nhà đi, má chờ lâu mới chửi tao giờ á. Trời đất ơi. Trời ơi, tự nhiên hôm nay cứ sợ bà hội đồng ngang cái là sao kỳ cục vậy? Trời đất ơi, mình mắc nợ người ta nhiều quá con. Hồi ba mày đó. Trời đất ơi, bệnh năm này qua năm nọ. Tao bán nhà, bán cửa, bán ruộng, bán giường, bán hết trơn. Thế điều tao muốn bán tao luôn, không ai mua. Thành ra tao mới khai bankruptcy. Khai bankruptcy chi không chị, mượn nợ nhì. Nợ nhì là second loan hả? Ừ. Mượn luôn rồi con. Trời đất ơi. Bây giờ tao nghĩ tao giận ba mày ghê nha. Sao giận ổng? Bệnh thì 2-3 ngày chết đi. Bệnh chi mà cái năm này qua năm nọ. Rốt cuộc cũng chết nè. Trời đất ơi, nó thiệt. Tao mượn tiền đầu trên xóm dưới đâu ai cho tao mượn đâu. Chỉ có mẹ hội đồng mẹ ngu mới cho tao mượn thôi. Trời đất ơi, thở rồi nè. Tao cho mượn tiền này còn chê người ta ngu. Má kỳ quá hà. Sao kỳ? Không tức sao? Nhà băng cho có 12 chấm mà. Bả tới 24 chấm lận. Buộc đầu có cắn ra, tao thương ba mày tao mới mượn. Trời ơi, thương ba cái gì cũng nói má nghe nè. Má thương ba một thôi, còn má thương má chín. Mượn tiền bao nhiêu về cho ba ăn chút, còn dư má ăn hết nó mặc ụ vậy nè, ba này chết queo. Bởi vậy nói rằng ta cười cho. Tao phải mập tao mới có sức tao nuôi ba mày chứ. Trời đất ơi. Thì tao ốm nhôm cho mày rồi ai lo cho ba mày? Rồi lúc buồn ông cũng chết thấy không? Để nợ để đần lại cho con cái, cho vợ con nó gánh. Trời đất ơi, món nợ này nghe con. Trả cái đời con, đời cháu mày á, cũng không hết nữa. Vậy là tiêu con rồi. Giờ chỉ còn có cách duy nhất á. Cách gì má? Là con bằng lòng lấy cậu Hai Niệm á, con trai bà hội đồng mới mong trừ được món nợ đó con. Trời đất ơi, má. Trời ơi, sao má ép con gì kỳ cục vậy má? Trời ơi, cậu Hai Niệm á, ghê lắm. Thì nè, con nói má nghe, bữa hổm á, cậu lên coi hát trên đình á, đang vỗ hay thật hay vậy nghe, đang vỗ khóc quá trời khóc nha, tự nhiên cái ổng phá ổng cười sặc lên kìa. Cái ổng cởi hết quần áo ra, ổng chạy cứ tửng gì nè. Vậy mày lời rồi, mày muốn gì nữa? Lời gì đâu, lời trả nó chút xíu gì mà lời cái gì. Cái cho chạy cái nhào cho con nè. Kề vô cái đi. Nhiệm ơi Nhiệm, anh thương em thấy nghe. Ôi ghê cái mồm à. Thôi con thương má đi con. Ôi con nói má nghe. Má mà ép con lấy cái Niệm mà con thiệt con mà nổi điên lên đây nè. Thí dụ vậy nha. Ừ. Hai Niệm đây nghe. Ừ. Con nổi điên nghe. Ừ. Đây nghe. Ừ. Trời đất ơi, mấy cái nhỏ xíu vậy nè, mày lấy kéo mày cắt được rồi. Mày kẹt chặt ngọt xớt thì ớn quá trời đi. Nhưng mà má. Vậy? Nói má nghe nè má. Má hoài rồi ngốc quá đi. Má gả chồng sớm cho con chi vậy? Để lời ru thêm buồn. Sớm gì? Hồi tao bằng mày tao đã có ba mày rồi. Thì nhớ là tao còn rủng mình á. Đâu lạnh lẽo gì đâu má, ớn lạnh vậy. Phải, tao nhớ tao ba mày. Trời ơi, coi mặt má phê đó. Chiều chiều á, tao ra sau hè tao tắm heo. Cái ba mày đi ngang. Gì vậy ba mày biết không? Cái ba mày ngâm. Chúc xinh, chúc mập, đầu đình. Em xinh, em đứng dưới xinh, em cũng xinh. Hồi đó tao đâu có như giờ vậy hè. Bởi vậy ba ngâm chúc sinh là hồi đó chứ giờ chắc ba ngâm cây cổ thụ quá má ơi. Nhưng mà má. Gì? Con nói má nghe nè. Sao? Nhà có hai má con mình nè. Ừ. Trời mưa bong bóng bập bồng. Ừ. Con đi lấy chồng ừ. Mà ở với ai? Con đừng có lo chuyện đó. Con đi rồi má cũng kiếm được kém nào cho đỡ buồn. Đâu có buồn tao ở mình vậy. Trời ơi, tôi tưởng sao? Sao? Nhưng mà má. Vậy
Con nói trước đặng nói tính với người ta nghe. Sao? Con thà cuộc đời con á, con không bao giờ con lấy hậu hay yểm đâu á. Vậy là mày mê nó quá rồi chứ còn gì nữa. Bắt chước nói ngọng rồi là mày thương nó quá rồi. Thương gì? Nè Diệu à, tao nói mày nghe, hồi đó má đi coi bói cho con đó. Thầy bói nói á, mày có số sát phu. Có nghĩa là mày rớ tới thằng nào á là chết thằng đó vậy hà. Sẵn mày đang ghét hai niệm á, mày lấy nó đi cho nó chết mẹ nó cho rồi đi. Ôi má, sao vậy? Con nói với má rồi mà. Nói gì? Trời khó nói quá à. Má biết sao không? Sao con khó nói quá má ơi. Con có người yêu rồi. Ai vậy? Anh Hoàng đó. Trời đất ơi, thằng Hoàng nó còn lần muốn chết luôn vậy đó. Bởi vậy mày á thì hiền nữa. Quá hiền đó má. Ờ, hai đứa bay lấy nhau hả? Trời đất ơi, đẻ con ra lù lù ai chịu nổi. Thôi nè con à. Dạ. Diệu. Dạ. Con đã hy sinh đi con. Con hy sinh lấy cậu hai niệm trường nội cho má đi con. Để cho đặng chữ hiếu con. Mày về á, mày làm vợ nó, mày sướng thấy mồ đi. Nó cưới vợ bé trước nó mới lấy vợ lớn sao? Mà thường thường đàn ông người ta thương vợ lớn hơn vợ bé hơn đó mày. Gì vậy? Nó nói gì kỳ vậy? Gì? Nói gì ngượng ngạo vậy? Sao? Nói gì kỳ cục vậy? Đang làm gì tự nhiên nói gì kỳ cục? Mày hổng tao giả rồi cái thằng chết ca. Mày giờ mày tưởng tao là ai vậy mày? Má làm gì má? Má có chuyện con nổi điên nè nghe má. Con nói cho má nghe. Má, má con. Má, mày tưởng tao là ai vậy? Tại má dột con quá. Con nói má nghe nè. Trời ơi, má kỳ cục quá. Cậu hai niệm á, ổng chưa có vợ lớn mà lấy gì làm con làm bé. Nó nói với tao á, nó lấy vợ bé trước rồi từ từ nó cưới vợ lớn sao. Đúng là khùng. Khùng gì? Ấy coi nhà đi. Má qua bển rồi má chờ má lâu, má chửi má chết rồi nha. Má, thôi đi má, hoài mệt quá đi. Má. Dự. Diệu, Diệu. Diệu ơi. Diệu. Ai vậy? Hoàng ơi. Xe đạp không? Trời đất ơi. Sao hôm nay bảnh vậy nè? Ui, xe đạp gì mà đỏ dữ vậy? Thằng áo gì xanh dữ vậy ta? Trời giống đoàn xiếc quá mà. Anh biết sao không? Cái gì? Anh mai cái bộ áo dài màu trắng đẹp lắm. Ủa? Nhưng mà anh nhớ thầy bố dặn anh á, là hôm nay á, năm nay không được mặc áo dài màu trắng. Ủa? Không được màu trắng cử màu trắng. Rồi biết rồi. Cho nên anh mượn áo dài của bà ngoại anh mặc đỡ. Vậy nha. Đẹp không? Đẹp, đẹp không? Vẫn đẹp như thường á. Áo dài này bữa hổm bà ngoại anh mặc đi chùa, nhớ không, nhớ không, nhớ không? Nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Trời ơi, trời ơi, nào vô cái sắm xe đạp đã gì? Bốn tầng năm tầng la đủ màu gì, muốn chi vậy? Nổi. Em không biết hả? Không quấn nha, xài có 1 năm mà. Ủa? Quấn vô xài được 5 năm. Trời ơi, cho này bần tiện dễ sợ nghe. Bần tiện gì? Thôi thôi, thôi, thôi được rồi em, em được rồi, đẹp đẹp đẹp. Sao rồi. Sao đủ màu hết trơn vậy? Thầy bối nói anh là năm nay hợp với màu vàng, màu hương, màu xanh. Vậy em. Gặp hên lắm. Vậy thật cắt kè đi còn gì nữa. Đâu có. Mà lên nó nói nghe. Gì em? Qua đây. Gì em? Kỳ cục quá. Trời ơi, ta đang đứng nói chuyện với cái xe này nó. Đang dày đi. Em cứ đổ gỗ. Ra để nghe hàng rào đi, nói chuyện cho dễ. Được không? Nghe. Ừ. Được không? Không sao hết trơn á. Vậy ha. Ở xóm này yên lắm. Mướp trộn ngoài hàng rào người ta hái mất cái xe tôi không biết. Cái gì? Không có. Trời hú hồn mà. Xong rồi. Ừ, xong rồi hen. Giờ gảnh tay gảnh chân hen. À. Hỏi câu nè. Gì em? Đâu vậy? Trời ơi, hỏi câu thấy ghét không? Người ta qua thăm hỏi đâu vậy? Cái gì vậy? Qua thăm em. Không được đâu. Sao? Má em bị vắng rồi. Anh qua anh thăm mày lỡ tôi có bầu. Trời ơi, má tôi la tôi chết đó. Trời ơi, anh nói gì kỳ vậy em? Anh qua thăm em tự nhiên em có bầu à? Làm như anh thần như có bầu. Muốn thấy ghét à? Chứ qua làm chi vậy? Hôm qua đây anh báo em tin mừng. Mừng gì? Anh vừa tốt nghiệp cao đẳng tiểu học. Thiệt hả? Thiệt. Rồi anh sắp sửa lên Sài Gòn. Anh thi vô trường sư phạm. Trường sư phạm? Ừ. Trời đất ơi, bộ anh có chuyện buồn hả? Gì buồn? Chứ thi vô sư phạm làm gì? Bộ tính ra làm ông sư cứ về trụ chị cái chùa làng mình hả? Ê, như kỳ vậy? Trời ơi, em không biết gì nè. Trường sư phạm là người ta dạy ra rồi tốt nghiệp ra làm thầy giáo. Mẹ
con ơi, thiệt không? Thiệt. Vậy giá học nha. À. Mai mốt về đó, làm thầy giáo. Cái cứ tôi, cái tôi làm cô giáo. Mặc dù tôi không biết chữ nào hết á. À, em, anh làm thầy giáo, tụi em sẽ làm cô giáo hoàng. Ừ, à. Cái đó vui, cái đó vui á. Ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi. Thôi, thôi, cảm ơn em, anh đứng được rồi em. Sao, sao vậy? Hơi nhan có dài mà ngoại anh la chết. Trời ơi, cái này kỹ thiệt á nghe. Nói em nghe nè. Anh lên trở lên học. Ừ. Em á nha, anh thấy á, có thằng tám tèo, tám tế tí gì đó, nó cứ vòng vòng hoài. Em mà bị đặt nói chuyện nó là chết cho anh đó. Nhớ nha không? Có mặt cái mặt mù, mặt ghen người ngu. Nó ghen gì đó. Trời ơi, mặt ghen cái mỏ nhọn quắc gì ngu. Thôi em ơi, tụi chụp quên hoài à. Thôi đừng có lo. Em thề em chung thủy suốt đời mà. Còn anh hen, lên Sài Gòn hen, coi như học hành hen. Đứa nào mà nó ăn hiếp anh đó nghe. Nói tôi quýnh như thép tuần tiếng nha. Thôi tôi chém từ ông nội ra xuống bàn nó chém hết. Trời ơi, cái tụi Sài Gòn nó dữ lắm. Thôi em ơi, thôi đừng có đập bỏ. Thôi 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 thôi, đàn bạn gái khẩn sự dễ mà. Thôi được, được rồi. Vậy mới được, vậy mới trị nó anh ơi. Không có đâu, anh lên trảnh có 2 năm mà. Rồi anh trở về với em. 2 năm nghe anh. À. Trời ơi, đi về cũng 2 cái Tết đó nghe anh. À. Nói nghe anh. Gì? Đứng nói nghe nè. Vậy chứ, có nhớ hồi lúc mà thở ban đầu á, hai đứa quen nhau á, khi gà ngồi dưới gốc cây sầu ghen không? Nhớ chứ sao không nhớ em. Cái lúc đó anh thề với tôi hen. Thôi nhắc nếu... nữa, anh thề nếu mà anh phản bội em á, thì trái sầu riêng sẽ trớt trúng đầu của anh, phải không? Đúng rồi á, công nhận á, đỡ ngu rồi á, nhớ tôi lời thề á. Mà hen, bây giờ á, sắp xa nhau, tôi nhắc lại lời thề đó. Chứ đứng yên đây nha. Gì vậy? Tôi lấy cho anh chút quà, tiễn anh lên đường. Thôi 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 thôi, 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 thôi. Được rồi, đủ rồi em. Tình để cảm. Em lấy mà. Không, không 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 em, tình cảm là chính em thôi. Để em lấy thôi, mà. Anh nói nghe nè, anh biết hoàn cảnh gia đình của em cũng khó khăn lắm. Thôi đừng có lấy tiền để bạc cho anh chỉ mất công em mà thôi thôi thôi. Trời ơi, tôi thôi, đâu có ngu, tôi cho anh tiền. Tiền tôi để tôi mua cá cho heo ăn chứ. Đứng ở đây, tôi có quà khác. Có quà đặc biệt. Gì vậy? Sầu riêng đông lạnh. Trời ơi, cái gì em? Anh đâu biết ăn sầu riêng đâu. Đâu có, sầu riêng đông lạnh. Lên Sài Gòn nha, xách cái sầu riêng này nha, đừng ăn nha. Để nhớ em làm kỷ niệm mà. Trời ơi, em ơi. Nói em nghe nè. Gì? Em muốn anh nhớ em á, thì em tặng cho anh cái lá sầu riêng được rồi. Để anh ép vô tập, mỗi lần anh học anh dở ra làm nhớ em. Đưa anh nguyên trái sầu riêng xách anh trở nặng gần chết à. Ôi cha, cha khôn quá cha. Lá sầu riêng có nhiêu nè. Còn đây nè, dày nghe, mang lên nghe, vô nhà trọ nghe, treo trên đầu giường nghe, đó, nhớ em. Trời ơi, em ở nhà, em ghê không? Gì ghê? Ghê không, giả tâm không? Tự nhiên em ý em muốn nói là em anh treo lên trái sầu riêng. Nếu mà anh phản bội em mà trái sầu riêng trớt trúng đầu anh phải không? Đúng, rớt trúng đầu hay là trúng mặt hay là trúng cái gì cũng được nếu phản bội. Trời ơi. Rồi, trời cầm. Cầm không? Cầm. Trời ơi, em á. Coi như lấy trái sầu riêng này đi. Ủa. Như là sắp hai đứa mình sắp xa nhau. Xa nhau hả? Ủa. Anh nhớ nha. Hứa gì á. Xong rồi lên trở anh học xong xuôi rồi á. Anh viết thơ về cho em ha. Trời ơi, cha này sắp làm thầy giáo mà ngu dễ sợ không ơi. Cái gì? Ôi, đâu biết chữ đâu, biết đọc một cái thơ cho nổi. Được rồi. Nghe nè. Gì? Vẽ hình đi. Hình sao? Giờ vẽ lấy tờ giấy bự vậy ha. Nếu anh vui á, anh vẽ mặt cười nè. Còn nếu anh buồn á, cũng lấy tờ giấy bự vậy. Vẽ mặt buồn. Đó, là em biết anh vui anh buồn liền ha. Vậy rồi rủi anh vừa vui vừa buồn sao? Vừa vui mà vừa buồn hả? Ờ. Thì vẽ... Ồ, vậy trái sầu riêng nghe. Vậy trái sầu riêng là em biết anh vậy á. Nghe. Thôi anh đi nha. Thôi anh đi nghe. Nhớ lời tôi dặn dò nghe. Nhớ. Nhìn trái sầu riêng đông lạnh là nhớ tới em nha Diệu. Anh Hoàng. Anh đi nha Diệu. Giờ chia ly đã tới anh Hoàng. Anh đi nha Diệu. Dạ. Nhớ lời em dặn dò nha. Nhớ. Nhớ. Diệu. Em biết rồi. Mình tính đi học đi em. Em chờ anh mà. Không phải đâu Diệu. Biết ngồi đi học đi. Tôi nói tôi chờ tôi chung thủy mà. Diệu. Đừng có khóc em khổ tâm lắm biết không. Đi đi rồi em chờ. Đúng không? Diệu.
chiếc xe đạp anh mất rồi. Vậy xe đạp mất rồi vậy tôi không sao hả? Tổ cha là lấy xe đạp tao, anh bắt mới tức mẹ mày luôn á. Anh nói thật cha mất chiếc được á. Tôi nói rồi mà, mất khô người ta còn hái trộn, huống hồ chi là xe đạp, đáng đời. Khổ rồi con ơi, ai là má khổ đó con chị má, ai là má đâu đâu có hay đâu. Con má hả? Ừ. Là con hết hồn mà. Má. Vậy? Hồi nãy anh Hoàng mới qua đó, anh chia tay con lên Sài Gòn học rồi. Mày quên cái thằng nghèo đi giùm tao đi. Chắc anh nghèo thiệt rồi, có cái xe đạp mất mẹ nó rồi. Má nói con nghe. Dạ. Thằng Hai Niệm bây giờ nó nổi điên rồi. Sao vậy? Nó dứt khoát là đòi lấy mày. Tôi chết. Tối ngày nó ra ngoài cầu ao á, dạ, nó ngồi đi ca giọng cổ. Sao? Có ca cái gì mà chim đá la, đậu nhánh đá la, chồng gần không lấy sao anh lấy chồng xa. Trời đất ơi, bây giờ nó nói mày không lấy nó đốt nhà nó vô chùa nó tu. Con không chịu đâu, con chịu. Tao nói thiệt chứ, mày lấy nó mày sướng muốn chết đi. Bộ mày không nghe tao nói hả, tốt số bằng bố giàu ha. Mày không lấy nó mày lấy ai làng này nữa. Không có được, bị con á với anh Hoàng á mắc lời thề rồi. Ai mà phản bội á sầu riêng cớt xuống đầu á, bể mặt bể đầu luôn á. Con muốn bể đầu thiệt cái mày bỏ thằng Hai Niệm uổng quá trời á. Tao thiệt tao mà còn trẻ tao dớt nó liền á. Má ưng không, Hoàng nói giùm gấp ưng không, nó chịu mày đâu chịu tao đâu. Mày nói thiệt nha. Sao má? Cái thằng này nó đuôi. Sao vậy? Không biết nó mê mày cái chỗ nào nữa. Mày thẳng buộc từ trên xuống dưới vậy hả? Mày chỉ cái bo đì vậy con được như má cũng đỡ. Không không, thẳng buộc như vậy bây giờ đang làm mốt đó má. Má có chịu có nhà không? Chết cha, bà hội đồng quá má ơi. Chết rồi, chết rồi. Dạ chào bà hội đồng, dạ chào cô bác. Đây, để trò vụ gì đây. Từ đi nhà cái gì mà khoai lang, rồi bầu bí, thúi hết trơn rồi má. Muốn cái kiểu này, sao sống. Trời đất ơi, ai nói nhà này nghèo má. Sao tủ lạnh kìa má. Sống tủ lạnh kìa má. Tủ lạnh nha má. Đâu có điện đâu mà xài tủ lạnh má. Không có bị mang về chân đi nhanh chân từ buffet vậy ha. Trời ơi, cái nhà gì mà nhỏ xíu chật hẹp, hôi hám quá vậy, cái chuồng bò vậy. Hôi quá má ơi. Đúng rồi nè má ơi, con không nghe mùi hôi đâu đây á. Hôi, đúng rồi. Xoài chôm chôm nhãn nóng lắm, đừng có ăn, ăn đuối đừng đúng 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 nè cái bà kia. Dạ. Bữa nay tôi qua đây tôi hỏi bà nè. Dạ. Bà có chịu gả con Diệu cho con tôi không, hay là bà để tôi cào cái nhà của bà ra. Cào nhà đi. Dạ cái chuyện hôn nhân á, để tôi hỏi ý con tôi coi sao bà. Với tôi nghe con bà hơi cà tửng. Bà nói gì? Dạ. Nói gì? Tôi nghe nói con bà hơi cà tửng. Người nào nói với bà con tôi cà tửng bà chỉ đi. Tôi bẻ răng á, tôi xé miệng nó ra. Bà không có biết hả? Một đồng trăm, trăm đồng ngàn, đồ tầng bảy tầng bà thấy tôi giàu đó, ganh ghét tôi. Đúng rồi. Hỏi bà, trời nắng chang chang vậy thì nóng nực. Nóng nực thì nó phải cởi đồ ra, phải chạy vòng vòng nó chơi chút rồi nó về. Nó tửng sao nó biết về nhà. Đúng rồi. Còn bà nữa. Con cái của mình làm cha mẹ, đặt đâu thì nằm đó. Tại sao mày hỏi ý kiến nó đi làm gì? Nè, anh hai của tôi á thấy bà nghèo, tội nghiệp nên mới lấy con gái bà để trừ nợ, biết không? Chứ mà con gái của bà hả? Ai thèm lấy? Phải rồi. Bây giờ con tôi nè, đẹp như vậy nè, mà còn é, còn kén nữa không con? Đúng rồi, đẹp vậy rồi phải kén chứ. Con, sao mày lấy ai? Mày lấy ai? Nè. Dạ. Bữa nay đó tôi đổi đường xuống đây để nói chuyện trăm năm của con tôi. Lần này là lần chót, tôi không có nói đi nói lại nữa. Nội nhật ngày mai đó mà con Diệu đó không dọn qua nhà tôi ở luôn đó, thì ngày mai tôi cho người tới đấy tịch thu căn nhà này. Ừ. Để làm chuồng heo. Ê má, cái nhà nhỏ xíu vậy mà sao làm chuồng heo được má? Chuồng gì con? Chuồng bò. Chuồng bò nghe chưa?
hội đồng ơi, nó còn nhỏ xíu à, nó ngây thơ, nó hiền lành, nó đâu có biết cái gì đâu. Mà bắt nó về bển á, nó đâu có làm gì được nữa à. Với lại bà nó chết mới có 1 tháng à. Tôi xin bà cho nó 2 tháng nữa đi, là 3 tháng á, nó mãn tang xong nó mới đi lấy chồng. Ông ơi, ông sống khôn thác thiên, ông về ông phù hộ cho con gái của ông á nghe. Nó đừng rớt chung cái gia đình cần chứng nhau. Nè bà kia. Dạ. Tôi không muốn nói đi nói lại nữa. Bây giờ tôi về đây. Ngày mai đó mà tôi không thấy con Diệu qua bển á, thì tôi sẽ cho người qua đây hả, dọn cái bàn thờ chồng mà, lấy căn nhà để làm chuồng. Chuồng gì con? Chuồng bò à? Chuồng bò, nghe chưa? Nghe chưa? Thôi về con. Về. Về để nóng con. Nóng đi quá con. Đi con. Trời ơi, tôi đâu có ngờ tôi ăn ở con đứt lắm mà. Một năm tôi ăn chay tới 2 lần lần. Sao ông cứ thương tôi vậy? Mà con nghe hết lời má dặn rồi, chuyến này con phải hy sinh đời con thôi. Má gặp anh Hoàng á, má nhắn lại rằng con vì chữ hiếu, con phải bán mình chuột cha, giống như tiếng Kiều ngày xưa nghe má. Con à, tiếng Kiều hồi xưa nó đẹp lắm, nó đâu có như mày vậy đâu. Nhưng mà con hy sinh như vậy là đặng chữ hiếu lắm rồi. Yeah. Thôi, con đừng có khóc nữa, má đang thúi ruột đây nè. Con à, trước khi con đi về nhà chồng đó, dạ, con nghe má dặn nè. Dạ. Nhà người ta giàu có lắm mới con nha. Dạ. Con qua bển. Con cho ông được gì giấu kỹ nha con. Món đem về cho má nghe con. Má, con nghe lời má căn dặn. Trước khi về nhà chồng, con cảm động quá má ơi. Má ơi, ơi, nhà bà hội đồng giàu, mỗi lần má lên thăm con á, má nhớ nghe má. Nhớ gì con? Con quăng gì má chụp liền, quăng gì má chụp liền thôi bể nghe má. Nghề của má con đừng có lo. Mà con à, bà ác lắm á nghe con. Bà dữ lắm á nghe con. Mấy người công nhân á, bị ba đánh từ sáng cho tới tối vậy nha con. Cái con quỷ ba đó cũng vậy nữa. Trời ơi, hồi nhỏ nó dễ thương lắm, mà càng ngày nó càng ế chồng, nó càng thấy ghét vậy đó. Trời ơi, em sợ. Qua bệnh, thận trọng nha em con. Trời ơi, má ơi, con biết rồi má. Dù con bị đánh đập cỡ nào, con cũng cam lòng trả hiếu cho ba má. Má chờ một chút nè má. Đi con. Chắc là thủ này theo quá má. Con đem đồ nghề theo đi con. Dạ. Để mình thủ á. Dạ. Đừng có để ta hiếp mình nha ông con. Má, con đi lấy chồng rồi đó. Má nhà sáng tập thể dục cho nó ốm bớt nghe. Còn anh Hoàng, cô ráng chờ em nghe. Em về em lấy thằng Hai Niệm. Em nghe em hết anh nghe anh. Thôi con đi nghe má. Con à, dù gì nữa, trước khi đi lại ba con cái rồi đi con. Thôi, con quên, con quên. Dạ anh ơi, lại bằng thợ đi con. Dạ dạ. Ba ơi là ba. Con lại ba. Con đi lấy chồng nghe ba. Ba con lại đâu nè. Trời ơi, lộn rồi, cái này bạn ba. À, đúng rồi, cái này bạn thân của ba con đó. Ông này hay ông còn sung đó, biết chừng nào tới giận. Đây là ba con nè con, lộn lộn. Ba là lại ba. Đi con, lại đi con. Vậy mới là ba nè. Vậy mới là ba nè ba. Ôi ba ơi, chứ lại ba. Con đi lấy chồng. Tân.
chết luôn à. Không thấy anh gọi cho em gì hết. Nhớ anh thấy mồ luôn vậy đó. Anh hứa anh dẫn người ta đi chơi mà sao không chịu dẫn. Ghét ghê vậy đó. Con, bộ con có bồ rồi hả? Đâu có. Tưởng tượng thôi má. Làm ta mừng khục. Má. Gì? Chị Hai dịu đó. Bữa giờ ăn hiếp con quá trời à. Má không minh giật con gì hết trơn. Trời ơi, mày đổi tâm mẹ quá, tao theo đâu kịp mày. Rồi con dịu đâu? Nó ngủ hay thức mà mày cái họng mày bày hải nó ra. Nó giặt cái mỏ mày bây giờ đó. Nó nói với mày rồi bao nhiêu lần rồi, nhịn nhục đi. Tao tưởng đó là tao giữ là top of the line rồi. Nó còn dữ hơn má nữa. Cái thân tao tao còn lo chưa có nổi. Làm sao mà tao binh mày được. Đuổi gì nói má đó. Đuổi ba đi đi. Mày ngon mày vô mày đuổi nó đi đi. Con đuổi nó đi á. Mày ngon mày vô đi. Ừ, đi đi. Bà nội cha mày tính gì đuổi hoài. Là sao vậy? Bà nội mày tính này. Thôi má ơi. Mày nghe không? Nó chửi tới tao kìa, tao còn nhịn. Bà nội Thảo là ai là tao đó. Mày nghe không? Nó chửi tao đó. Má là ở trong cái nhà mà xui xẻo quá à. Má nhớ lại coi. Về ở với anh hai con được có mấy tháng thì anh hai con chết à. Mà anh hai con chết xong bà mới có chữa đó. Còn nghi cái cửa với ai rồi nha má. Chửi với ai? Cửa với ma đó, anh hai con ngủ vậy đó. Tôi có nói tầm mi tầm bạ ma với quỷ đâu làm tao nổi da gà hết trơn. Trời ơi nha. Thiệt đó má ơi, anh hai con chết thảm quá à. Có đời thở nào mà thấy ai chết thảm như anh hai con không? Tự nhiên cái đang ăn à, cái cười ha 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 một cái cởi hết trơn quần áo ra, cái lăn đùng ra chết à, mà thấy thảm không? Chết vậy có gì thảm? Chết đấy, mà không có mặc quần áo là thảm chứ còn gì nữa má. Mày nói ra cái tao mới nhớ à. Ông già mày cũng vậy đó. Ông đang đi tắm cái ông nhảy mũi cái ông té xuống cái đùi. Cái má chạy vô cái ông chết ngắt rồi. Vậy là coi chừng đó nha. Cái nhà mình là có huông rồi đó con. Con nói má rồi mà. Bả đó hả? Xui thấy mù đi. Má không chịu đều tuổi nó đi. 5 năm rồi bà ở trong cái nhà này nè. Cái nhà này càng lại càng mát ha. Con à, đây nè, mày dòm nè. Ông tổ nhà mình để lại rồi nè. Đại phú á là do chôm, tiểu phú á là do cần. Cần kiệm này đó là xe mình đã cao đó con. Mà tao thì già rồi, thì tao chỉ có cần kiệm được thôi. Còn chôm là phải tuổi trẻ như mày chôm. Mày không chịu chôm mày ngồi đó thì mày nói nhà không đi xuống sao được. Nhưng mà bà hai đó, bà đem cái xui tới cho nhà mình mà không biết gì hết trơn à. Bắt đuổi bà đi đi. Đuổi nó đó thì cũng được rồi. Nhưng mà bây giờ á, đuổi nó đi cái nó đem thằng Thảo theo. Rồi má thì má muốn giữ thằng cháu nội để cho anh hai này có người nối dòng mày ơi. Ôi sao anh hai con đâu có cần ai nối dòng đâu má. Cái dòng cả chớn mà nối làm gì. Má nhớ không? Hôm bữa má kêu con kêu ông thầy Phong Thủy về nhà đó. Cái ông nói cái nhà mình ha, nhà đối diện nhà mình á, có nguyên cây nhọn đâm qua. Mà con đâu có sợ cây nhọn gì đâm đâu má thấy không? Mày mà sợ gì? Ừ. Cái ông kêu con leo lên treo cái đấm kiếm ở nhà mình để mà cây nhọn phản chiếu lại nhà bên kia. Cái nhà bên kia thấy mình có cây nhọn, thấy mình có cái tấm kiếng, cũng treo tấm kiếng lên để cho hai cây nhọn đâm qua, đâm lợi, đâm qua một hồi cái hai nhà mã trơn. Cái này nè, nhớ đâu nói đó, tao già rồi, đầu óc nó hay quên trước quên sau lắm. Lát hồi đó có cái công thầy giáo mới đổi về đây nha con. Ông tới ông dạy thêm tiếng Tây cho thằng Thảo đó. Mày nhớ rồi nha, tiếp đãi người ta cho đàng hoàng tử tế. Chứ đừng có mà nắng mưa giống như mấy bữa nay đó nha. Dầu gì nhà mình cũng là như là nhà có tai có tiếng nghe không con? Con biết rồi, con nhớ rồi. Nhưng mà má tính chị hai sao tính đi. Chứ mà có bả ở đây hả? Con bỏ đi cho má coi. Thôi được rồi. Mày muốn tao đuổi nó đi thì tao cũng làm cho mày vừa lòng mày đi. Diệu à! Diệu! Sợ bà ra bà đánh má, bà chửi còn sao. Thằng nước quá. Thì mày làm tao bóc quá tao cũng quên. Diệu ơi. Diệu ơi. Diệu ơi. Diệu ơi, Diệu con ơi. Vụ gì Diệu vậy hả? Con ngồi. Ngồi đi con, ngồi. Ngồi chỗ nào? À, ngồi đây. Ngồi đây. Ngồi đây con. Ngồi. Mệt chết vậy đó hả? Ồn ào quá, nó nhỏ thôi.
cho thằng Thảo con nó ngủ. Chị hai, gì? Làm gì hôm nay mà diện dữ vậy? Hát karaoke. Sao ngày nào cũng đi hát karaoke hết trơn vậy con? Gì vậy? Má nói gì kỳ vậy? Bởi vậy miệng đời người ta nói mẹ chồng nàng dâu là quá đúng rồi à. Nói thêm với con không à. Ai nói với má là ngày nào cũng hát karaoke. Hôm nay có hát karaoke nhưng ngày mai có đánh tứ sắc, biết chưa? Thôi mệt ghê. Chạy chút xíu nha, có phone. Uầy, nị à, sao xí nắng đi chẳng hỏng nị à. Sức mấy nhẹ. Chú con, mụ à mụ à. Hoàn cảnh điện, hảo hảo à. Chợ à. Tối nay không ăn cơm tối đâu bà nha. Ủa, sao tối nào cũng đi hết trơn vậy con? Trời đất ơi, má không biết gì hết trơn. Con phải đi làm ca ba đêm, biết không? Con phải đi làm ca đêm con mới nuôi cái nhà này được chứ. Má tưởng làm ca đêm dễ lắm hả? Chỉ có nhan sắc mới làm được à. Cỡ má mà xin làm ca đêm coi. Mụ à mụ à. Ba, đứng dậy ra ngoài vườn hái dừa xiêm, rót cái ly nước đưa tao uống cho nó mát, rồi ra giếng múc nước lên nóng phèn, lát đi làm mệt về tao tắm, biết không? Sao chị cứ sai em hoài vậy? Chị làm dâu chứ bộ em làm dâu sao? Cô ba, cô đang tươi cô muốn héo không? Con để nó nói con nghe vậy thấm thoát vậy đó mà con về làm dâu má cũng được 5 năm rồi ha. Má thấy anh chồng con chết là 4 năm rồi, coi như tan thì cũng mãn. Còn cái nợ mà ba con thiếu má thì coi như má cũng xù hả con ha. Thôi thì má cho con về ở với má của con để đi thêm bước nữa ha con ha. Trời ơi, con thấy má chăm sóc con cảm động quá má ơi. Bởi vì cho nên ngu gì cũng về bển. Ở đây cho con xin lỗi. Má Xin lỗi. Nhưng mà em nói chị hai nghe, chị hai cũng phải nghĩ tới tương lai của chị hai chứ. Lấy chồng đi, vui thấy mồ luôn á. Năm nay chị mới ngoài 20 chứ nhiêu. Gì vậy cô ba? Cô ba tính lại đi. Tôi mà ngoài 20 chắc cô ba mới có 8 tuổi quá à. Đây gần 40, cô ba ngoài 30 rồi nghe. Không có đâu con à. Con dồn coi còn trẻ măng hà. Gái một con á, trong mòn con mắt à. Con ra ngoài thiếu gì người. Thiệt không má? Thiệt. Trời đất ơi, má biết làm sao không? Má làm nhớ là chuyện xưa quá hà. Con nhớ cái hồi con còn trẻ đó, nhan sắc mặn mò vậy đó. Rồi hàng ngày lượt hắc công tử, bạch công tử, xanh công tử, đỏ công tử tới mời con đi nhảy đầm. Mà con từ chối hết trơn vậy đó hà. Rồi tự nhiên má nhào vô nhà con, má ép con lấy con của má. Rồi bây giờ coi nè, nhan sắc con phai tàn vậy, má đuổi con sao má? Ủa mà nhan sắc của ngày xưa cũng vậy thôi chứ có gì đâu mà phai tàn. Trời. Nhưng mà chị hai à, em nói cho chị hai nghe. Chị hai về ở với bác gái đi. Sao vậy? Em nghe nói dạo này bác gái yếu lắm rồi. Yếu lắm đó con. Chân cẳng gì đi không có được nữa. Đi không có được nữa rồi. Răng cỏ rụng hết ráo rồi. Thiệt không? Thiệt. Mà nó hả, ăn uống thì không được nè. Đi đứng thì bất tiện nè. Yếu lắm. Bệnh hoạn lắm rồi. Về báo hiếu đi đó con. Ở với bác gái thì mà lo cho bác gái đi chị. Đúng hai rồi à. Đó con. Thiệt vậy hả? Nghe đi mày. Xe lôi mày đâm đầu tiên tiếp hả mày? Bánh xe mày gãy á là tại xe mày một. Đố thừa tao mập hả mày? Đố thừa hả? Kêu đại ca à mày. Cái này tao quen với đại ca nha mày. Má, chuyện gì vậy? Má để con xử cho chuyện gì vậy? Má xử rồi, khỏi cần tới con. Xử rồi. Cái gì? Cái đồ này con chôn của bà hội đồng cho má mặc lên đây kỳ quá. Chôn mày làm gì má? Má bận chứ mặc bà làm gì? Nè học xoàn nè, thấy chưa? Học xoàn, thấy chưa? Cái diện của bà hết trơn, thấy chưa? Dám làm gì má không? Đồ chôn rồi để giấu con cắn lên mũi của bà. Bộ con thấy người ta dạy con ha. Đại phú do chôn kìa. Thì biết rồi. Nhưng mà má, vậy con nghe đồn má bệnh dữ lắm phải không? Trời đất ơi, ai đồn tầm bậy bạ vậy? Tại má ham ăn, má trúng thực chứ có bệnh hoạn gì đâu con. Trời ơi, tao nói cái tật ham ăn tới già má chưa bỏ được sao má? Ôi, con thấy má mập mạp mày con biết rồi, má còn hỏi con còn hỏi má làm chi vậy? Mày có muốn ăn cái gì không? Thôi má đã ép không ăn gì đâu, má cắt nước quá à. Cho má một ly soda sữa hột gà đi con. Ba, một soda tán hột gà lẹ lên. Má khỏe không má? Thì má khỏe quá đi chứ.
chị Xui. Dạ. Chị Xui mới lên, chị Xui. Dạ, mời chị Xui ngồi. Dạ. Chào bà hội đồng. Dạ. Sao bà hội đồng, khỏe không bà hội đồng? Dạ khỏe, cảm ơn chị Xui. Rồi cô Ba đó lúc này có chồng chưa vậy bà hội đồng? Dạ, dạ chưa. Thì phải rồi, cha mẹ ở ác đức quá mà con nó ế chồng tới già, phải không chị Xưa? Dạ, tại nhỏ nhà tôi nó kén quá chứ có ế ẩm gì đâu. Mà bữa nay chị Xui lên thiệt là đúng lúc vậy đó. Để tôi xin thưa với chị Xui một chuyện. Cứ thưa đi chị. Dạ. Con Diệu đó thì nó về làm dâu nhà tôi cũng được 5 năm rồi. Món nợ cũ thì thôi kể như xù đi. Chồng nó chết thì nó cũng đã mãn tan rồi. Tôi tính bàn với chị cho nó về ở với chị để muốn lấy chồng nữa thì cũng dễ. Phải không chị Xui? Dạ. Ủa? Vậy là chị đuổi con gái tôi đó hả chị? Đừng lo con, đâu có được chị. Hồi đó hả, con gái tôi đâu có thèm con chị đâu. Tại chị ép nó quá mà. Chị qua nhà ta, chị chửi mắng người ta, chị ép người ta phải về nhà chị. Rồi cái mới honeymoon xong à, cái thằng con chị nó không chịu thở nữa. Rồi từ đó con gái tôi trở thành quá phụ 20. Ai biết cho đây. Rồi bây giờ chị đuổi nó hả, đâu có được chị. Chị phải nuôi nó suốt đời à, phải không? Không phải đâu chị Xui. Tại tôi thấy chị cũng già yếu rồi, sức khỏe cũng không có nhiều lắm. Tính để cho nó về ở gần bên chị để nó chăm sóc chị vậy đó mà. Tôi đâu có ở mình. Tôi dạ. Có kép rồi chị à. Má, kép mới rồi hả má? Kép mới con ơi, ổng có nghề nghiệp đàng hoàng chứ phải cà trớn như người ta đâu con. Nghề này gặp ngon rồi phải không? Dạ. Nghề gì vậy? Tiếng heo con. Họ mê cái tiếng sáo của ổng á, cho nên tao mới chịu ổng. Nhắc tới ổng tao mới nhớ. Ổng nói tới nhà anh Diệu kêu cho anh liền để anh nhớ cưng. Trời. Để tao kêu ổng chút cho coi. Tình dữ vậy không biết nè. Alo, anh hả? Ồ, em tới nhà anh Diệu rồi đó. Ồ, anh nhớ em hả? Ồ, anh đang làm gì vậy? Anh đang thiến hả? Ok, thiến xong kêu em nha. Ok, bye. Trời, tôi thấy má con tình yêu, má vui, con mừng quá. Thảo đâu con? Ờ, đi đi đi, con vô. Ồ, lúc này nó sao con? Ồ, dễ thương như con. Vậy hả? Coi nghe. Ôi, gia đình mình thân quá trời con ha. Dạ. Cái thằng Thảo nó không giống bên nội nó chút xíu nào. Thảo nó nghe nghe cháu ngoại nó là chắc chắn rồi đó. Còn cháu nội của bà kia thì con không có chắc chắn. Chị Xui, chị Xui. Vậy thì để tôi cho ông Diệu mang Thảo về bển ở gần chị, để cho chị chăm sóc nó, khỏi mất công chị đổ đường đi xa cho nó cực. Nói thiệt chị Xui, tôi là quá đơn chiếc. Dạ. Ấy thôi để tụi tôi dọn lên ở chung với chị luôn cho vui hết chị Xui đó. Diệu à, đúng rồi đó má. Má dọn quần áo xuống rồi tí mở nghe, để cho má con vô phòng của dọn phòng đi con, dọn phòng cho má. Mà biết sao, bụi quá trời trời, đeo vô cho nó có vệ sinh. Làm cứ ngắt vậy. Dạ, xin lỗi, đây có phải là nhà của bà hội đồng không vậy cô? Dạ, dạ phải. Dạ, ông đây là... tôi xin tự giới thiệu với cô, tôi là thầy giáo Hoàng. Ủa, ông là thầy giáo Hoàng đó hả? Dạ. Người mà má tôi nói là tới đây để dạy cái tiếng tiếng gì, tiếng Tây cho thằng Thảo. Oui. Oh, là la, dạ mời thầy ngồi, dạ mời thầy ngồi. Merci beaucoup. Mời thầy uống nước nha. À không, không, uống nước lạ tôi bị đau bụng, tôi có nước riêng không tôi. Uống con. Dạ không.
thầy. Hả? Thầy có vợ chưa mà thầy đẹp trai quá vậy thầy? Ô, tôi nghèo vậy ai lấy cô? Ủa, vậy chứ em đâu có nghèo đâu, mà cũng không ai thèm lấy hết thầy. Thầy có cha mẹ không thầy? Hả? Cha mẹ thầy chết hết rồi phải không thầy? Em nghe nói thầy mới đổi về đây đó mà không có bà con thân thuộc gì hết trơn á. Không mấy thầy dọn quần áo tới đây ở luôn đi thầy. Gì? Nhà em á, nhà cửa rộng rãi quá mà không có đàn ông, ruộng vườn á thì cò bay thẳng cánh à, mà không có ai coi hết trơn á. Thầy về đây ở luôn đi thầy. Về đây ở luôn hả? Dạ. À, ruộng vườn cò bay thẳng cánh. Dạ. Thì không có đàn ông. Dạ không có. Trời đất ơi. Sao mà thầy nhìn em làm em sợ quá à. Cô sợ hả? Dạ. Tôi còn sợ hơn cô nữa đó. Thầy sợ gì thầy? Tôi sợ chị không thấu. nhưng mà cô... Dạ cô ba. Em là thứ ba. Em tên là Tươi đó. Nên ai cũng gọi em là cô ba Tươi. Tại vì em cười hoài hả thầy? Em hay cười hoài hả? Dạ. Là Tươi. Dạ. Ý, con vui. Tươi thiệt là đẹp rồi nha. Bà hội đồng á, đúng là có một người con gái quá dễ thương như Tươi đây. Tươi nè, bà hội đồng có nhà không vậy? Má em mất rồi. Cái gì? Má em đi mất rồi. Trời, nhưng mà có chuyện gì đó thầy cứ nói với Tươi được rồi. Sao? Tại vì trong nhà này đó, từ trên xuống dưới là Tươi giải quyết hết đó. Trời ơi, Tươi giải quyết từ trên xuống dưới hết hả? Dạ. Từ giờ sau anh có thể giải quyết từ dưới lên trên luôn nha. Đúng rồi, hội đồng có một người con gái quá dễ thương nè. Trời đất ơi, dễ thương vậy mà sao chưa có ai lấy vậy? À, tại vì em đợi thầy đó thầy. Trời ơi, Tươi đợi thầy đó hả? Dạ. Chắc là trời cũng xui khiến cho thầy đợi Tươi đó. Đó nghe nè, đợi Tươi đó. Thầy Tươi. Anh Hoàng ơi. Hả? Tiếng của ai vọng về như từ âm phủ? Ơi! Anh Hoàng ơi, sầu riêng đông lá, đông là đông của em đâu. Trời, diệu đấy sao? Ngầm ngùi nhìn nhau, ngầm ngùi nhìn nhau, ngầm ngùi nhìn nhau. Diệu! Dù cho trăm đắng ngàn cay, anh vẫn thề nguyện trong mối tình này gặp nhiều ngã trái. Trời đất ơi, sao mà hát cái lương vậy? Học đường Tây mà sao hát cái lương vậy cha? Ý lộn. Bộ hai người quen nhau hả? Tươi, em đừng sợ héo Tươi, để anh giải quyết. Anh Hoàng. Diệu, 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng. Diệu ơi, em còn nhớ không? Mình đã ngồi nhau dưới cây sầu riêng thề non hẹn biển. Em thề là không lấy thằng hai niệm, mà tại sao giờ này em lấy thằng hai niệm? Anh Hoàng, anh bình tĩnh đi. Anh bình tĩnh đi, anh đừng có múa quá. Em tính anh cùng á. Anh Hoàng à, chuyện em gì? Báo cho anh tin mừng nha. Tin gì? Em lấy chồng được có 1 tuần rưỡi à. Thằng chồng em nó thẳng cẳng nó chết rồi. Chết rồi. Bây giờ em free anh ơi. Em theo anh nha, xây dựng hạnh phúc gia đình nghe anh nha. Nè, rồi con chị để cho má tôi nuôi hay sao vậy? Trời ơi Diệu, em có con rồi sao? Lại mày dữ vậy cha? Trời ơi, có chồng thì phải đẻ con chứ, nhưng mà đứng không sao. Có một thằng à, nó con trai, lớn lên tính theo vợ đó là em đâu cần thiết đâu. Anh Diệu của anh nhanh Hoàng, giáo Hoàng. Diệu, đi mình đi xem. Mọi chuyện đã lỡ rồi. Đúng rồi. Đã lỡ rồi phải không Diệu? Cho lỡ luôn anh ha. Cho lỡ luôn. Mình đi anh. Đi. Vĩnh biệt em. Đi. Tươi đi. Trời ơi, làm anh mất công. Sắp theo người 5 năm 6 năm nay, nặng thấy mẹ luôn à. Diệu, anh gửi trả lại em, coi như là xóa bỏ lời thề cho Diệu. Em thông cảm cho anh, vĩnh biệt em. Anh Hoàng ơi, sầu riêng đã tét, cho tét luôn. Trời, thằng mới, chuyện gì vậy hả? Trời ơi, Diệu. Diệu! Anh Diệu ơi! Anh thay đổi rồi phải không anh? Anh về Diệu. Với em phải không? Diệu ơi! Anh đau buồn quá Diệu! Gì vậy? Anh về với em phải không? Chị Hồng Đa mất nữa rồi!